Livestream giới thiệu sản phẩm của Shop Giáng My trong buổi trưa ngày hôm nay đúng không ạ? Em xin được giới thiệu, em là San và em là nhân viên live chính của Shop Giáng My. Em xin chúc tất cả các chị luôn xinh đẹp đúng không ạ? Và đón xem cái livestream xả hàng của Shop em trong buổi trưa ngày hôm nay đúng không ạ? Đầu tiên thì em xin chào chị Lê Hạnh này, em chào chị Kim Thảo Nguyễn ạ, em chào chị Vân Nhớ, chị Hạnh Hoàng này, chị Đá Phong Thủy, chị Ly Nhiên, chị Kim Thành ạ, chị Hậu Cu Tê Nguyễn ạ. Chào tất cả mọi người đã được có mặt trong buổi livestream giới thiệu sản phẩm của Shop em trong buổi trưa ngày hôm nay đúng không ạ? Xin chúc tất cả các chị luôn xinh đẹp các chị nhé. Hôm nay thì bên em sẽ xả chiếc áo len Quỳnh Búp Bê này với giá là 40k 2 chiếc đúng không ạ? 40k 2 chiếc ạ. Nên bây giờ những chị nào đang tham gia livestream này bên em, các chị có thể chấm bài cho em để em chào tất cả mọi người đúng không ạ? Em xin chào chị Kim Anh nhá, chào chị Nguyễn Ngọc Huyền ạ, em chào chị Thúy Mai, chị Trang Mai ạ, chị Hạnh Minh Hạnh ạ. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm để cho mọi người vào đông đông một tí, em sẽ bắt đầu xả đúng không ạ? Chị Thảo Ly thấy comment của chị rồi ạ. Chị Mã Như Long xin chào này. Chị Đá Phong Thủy, chị Linh Phạm này, chị Bùi Thị Hoa, chào tất cả mọi người luôn ạ. Các chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm để em xả chiếc áo len Quỳnh Búp Bê này với giá là 40k 2 chiếc áo len Quỳnh Búp Bê đúng không ạ? Mọi người chia sẻ giúp em ạ. Em chào chị Chôn Chôn nhá, chị Đá Phong Thủy ạ. Mọi người chia sẻ giúp em ạ. Chị Phạm Hằng ơi, em nhìn thấy comment của chị Phạm Hằng rồi nhá. Hôm nay bên em sẽ xả chiếc áo len Quỳnh Búp Bê này với giá là 40k 2 chiếc. Và bên em sẽ có tất cả là có hai loại, đó là loại ngắn tay và loại dài tay. Đối với chiếc áo len Quỳnh Búp Bê này của bên em thì bên em sẽ có hai loại nhá chị nhá. Đó là loại ngắn tay và loại dài tay. Và hiện tại đang cầm trên tay em đây, hiện tại loại ngắn tay nhá. Và đối với loại ngắn tay bên em thì sẽ có tất cả là 5 màu chị nhá. Có tất cả 5 màu, có thêm cả màu trắng tinh nữa mọi người nhá. Có thêm cả màu trắng tinh nữa ạ. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm được không ạ? Để em xả chiếc áo len Quỳnh Búp Bê này với giá là 40k 2 chiếc. Mọi người chia sẻ giúp em được không ạ? Em chào chị Tuyết Nhi nhá, chị Ly Dương ạ, chào chị Thanh Ngọc này, chị Kim Thuyền này. Vâng ok chị Kim Thuyền nhá, chị Ốc Sen Lâm Thi này. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm với ạ để em xả chiếc áo này với giá là 40k 2 chiếc ạ. Mọi người chia sẻ giúp em ạ. Chị Quỳnh Mít, em thấy comment của chị Quỳnh Mít rồi nhá. Em đợi các chị vào đông đủ thì em sẽ bắt đầu xả chiếc áo len Quỳnh Búp Bê này với giá là 40k 2 chiếc ạ. Mọi người chia sẻ giúp em được không ạ? Bộ lụa thì bên vẫn còn hàng chị Minh Mai nhá, bộ lụa vẫn còn hàng đấy ạ. Em thấy chị Thanh Liêm này, mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm được không ạ? Để em xả chiếc áo len Quỳnh Búp Bê này với giá là 40k 2 chiếc. Và đối với chiếc áo len Quỳnh Búp Bê này của bên em thì bên em sẽ có tất cả là 5 màu nhá. Màu trắng tinh, màu khói, màu đen, màu đỏ đô, màu rêu ạ. Còn tất cả là 5 màu và bên em có hai loại, đó là loại ngắn tay và loại dài tay. Bên em sẽ xả với giá là 40k 2 chiếc. Em đợi các chị vào đông đủ sẽ bắt đầu xả, nên mọi người giúp em chia sẻ vào hội nhóm mọi người nhá. Chị Thúy Mai thấy comment của chị Thúy Mai rồi ạ. Chị Ngọc Hoa nhá, đây ạ, áo len Quỳnh Búp Bê của nhà em xả với giá là 40k 2 chiếc, rất là đẹp luôn. Hiện tại đang mặc trên người em đây, hiện tại là màu xanh rêu nhá, màu rêu rất là sang và cũng rất là sexy luôn đấy ạ. Em chào chị Nhung Cao này, em chào chị Nguyễn Thu này, chị Linh Phạm ạ. Cảm ơn chị Linh Phạm rất là nhiều ạ. Em cảm ơn chị Bùi Thị Hoa nhá. Chị Chôm Chôm này, chị Hoàng Ngọc Ánh, đợi em một chút xíu nhá. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm để em xả chiếc áo này với giá là 40k 2 chiếc.
chia sẻ về giá 40k hay trước đây mọi người giúp em chia sẻ vào hội nhóm nhá, để cho mọi người vào đông một đông đông. Thì em sẽ bắt đầu xả được không ạ? Áo len quỳnh búp bê nhà em đây, loại ngắn tay nhá. Đối với chiếc áo len quỳnh búp bê bên em thì sẽ có hai loại, đó là loại ngắn tay và loại dài tay ạ. Loại ngắn tay và loại dài tay đúng không ạ? Em chào chị Nguyễn Nam My này, chị Hoàng Ngọc Ánh này, mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm với ạ. Chị Hoàng Ngọc Ánh nhá. Chị Mai Anh Bảo ơi, vâng ạ. Chị Quý Quách Hân này. Chị ơi cho em mẫu xem mẫu dài tay đi. Mẫu dài tay nhà em đây ạ. Đây là hàng dài tay bên em nhá. Áo quỳnh búp bê của nhà em sẽ có hai loại, đó là loại ngắn tay và loại dài tay ạ, đúng không ạ? Sẽ có hai loại mọi người nhá, mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm đã. Chị Nguyễn Trang, cảm ơn chị Nguyễn Trang này, chị Trôm Trôm này. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm nhá, để em xả chiếc áo len quỳnh búp bê này với giá là 40k hay trước. Áo len quỳnh búp bê có hai loại chị ạ, có hai loại nha chị Phun Xăm Thảo My nhá, đó loại ngắn tay và loại dài tay chị nhá, ngắn tay và dài tay ạ. Mọi người chia sẻ giúp em ạ, để em xả chiếc áo len quỳnh búp bê với giá là 40k hay trước. Và đối với chiếc áo len bên em thì sẽ có size từ 40 cân cho tới 65kg ạ, sẽ có size từ 40 cân nhá cho tới 65kg đúng không ạ? Vâng ạ, em cảm ơn chị Đá Phong Thủy này, chị Hằng Kiên này, chị Ngọc Chi Nguyễn này, chị Hải An, cảm ơn chị luôn nhá. Em chào chị Lê Pha, chị Liễu Đỗ, cảm ơn chị luôn này. Chị Huyền Đi, hello chị nhá. Áo này có size từ 40 cân tới 65kg thôi nhá chị Hoàng Ngọc Anh nhá, 40 tới 65kg thôi ạ. Hiện tại đang mặc trên người em hiện tại là màu xanh rêu nhá, màu rêu này, màu rêu, màu đỏ đô, màu đen ạ, rêu đỏ đô đen trắng hoặc khói nhá, trắng tinh trắng toát nhá. Hôm nay sẽ xả với giá 40k hai chiếc, mọi người chia sẻ giúp em ạ. Chị Ngọc Hoa, cảm ơn chị Ngọc Hoa rất là nhiều. Chị Mạnh Duy, em thấy comment của chị Mạnh Duy rồi nhá. Ngắn tay bên em cũng xả với giá 40k hai chiếc và dài tay bên em hôm nay cũng xả với giá 40k hai chiếc đúng không ạ? Mọi người chia sẻ giúp em nhá để em xả đúng không ạ? Em cảm ơn chị Đá Phong Thủy rất là nhiều ạ. Cảm ơn chị Hạnh NT này, chị My Hảo này, chị Thảo Phan, cảm ơn chị ạ. Em cảm ơn chị Loan Hoàng nhá. Chị Loan Hoàng, chị Trang Mai ạ. Chị Hằng Kiên ơi, đợi em một chút xíu chị Hằng Kiên nhá. Áo đính đá sau của em đây, bên em vẫn bán là A28 chị đây ạ. Nhà em thì vẫn bán bình thường mọi người nhá, bán hàng bình thường nhá. Mọi người chia sẻ giúp em vào để cho mọi người vào đông đủ một chút, em sẽ bắt đầu xả cho mọi người chia sẻ với em. Có ngắn tay và loại dài tay, bên em có hai loại ngắn tay và loại dài tay. Áo len quỳnh búp bê của nhà em, em xin nhắc lại tất cả những chị vào sau là áo len quỳnh búp bê của nhà em hôm nay sẽ xả với giá là 40k hai chiếc áo len quỳnh búp bê đúng không ạ? Và đối với dòng áo len ngắn tay của nhà em thì bên em sẽ có tất cả là 5 màu, như đó là màu trắng, màu rêu, màu đỏ đô, màu khói, màu đen đấy. Chị nào mà người mập thì các chị mặc cho em màu đen nhá. Còn chị nào mà người hơi gầy gầy như em các chị có thể chọn sang những cái tông màu sáng được không ạ? Những tông màu sáng cho nhà em các chị nhá. Chị Mạnh Duy xin chào này, chào tất cả mọi người đến với buổi livestream của Zoe em xả hàng của bên em áo len quỳnh búp bê với giá là 40k hai chiếc ạ. Màu vàng đất có ạ, màu vàng đất bên em chỉ có loại dài tay thôi chị Trương Dung nhá. Có ạ, dài tay của em cũng là xả với giá 40k hai chiếc, lát em sẽ cho chị xem các chị xem loại dài tay mọi người nhá. Lát nữa sẽ có dài tay ạ. Em đợi các chị vào đông đủ sẽ bắt đầu xả nhá. Mọi người chia sẻ giúp em ạ. Màu trắng này, màu đen này, màu đỏ đô ạ, đây ạ. Chất
liệu vải bên em sẽ chất liệu vải len tâm nhá. Chị nào từng là khách quen mua hàng nhà em rồi, chị nào mà đã nhận được hàng 40.000 nhà em rồi, mọi người feedback đây cho mọi người cũng biết đúng không ạ? Chị nước mắt, chị nước mắt thầm lặng ơi, thấy comment của chị là mắt thầm lặng rồi đấy ạ. Em cảm ơn chị Thúy Lê nhá. Chị Chi Hiền ơi, áo này hôm nay Quỳnh búp bê của nhà em sẽ xảo với giá là 40k 2 chiếc các chị Hiền nhá. Chị An Mu thấy comment của chị rồi ạ. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm ạ, để em xả chiếc áo len Quỳnh búp bê này với giá là 40k 2 chiếc. Giúp em nhanh chóng được không ạ? Các chị giúp em nhanh chóng được không ạ? Chị Su Si Thảo ơi, thấy comment của chị rồi nhá. Em cảm ơn chị ạ, em cảm ơn chị nhá. Chị Nguyên Đô thấy comment của chị rồi ạ. Chị Su Si Thảo này, chị Ngọc Bích này, chị Lê Bích Thủy này, chị Mỹ Hảo ạ. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm để em xả chiếc áo len Quỳnh búp bê này với giá 40k 2 chiếc. Và đối với dòng áo len ngắn tay của nhà em thì sẽ có tất cả là 5 màu, đó là màu trắng này, tất cả 5 màu này, màu đỏ đô, màu đen này, đỏ đô, đen ạ, trắng ạ và màu khói các chị ạ. Bên em có tất cả là 5 màu áo len Quỳnh búp bê rất là đẹp luôn các chị nhá. Màu khói rất là sexy luôn ạ. Chị nào mà yêu thích cái gam màu khói ấy thì các chị đặt cho em màu khói nhá. Màu trắng cũng rất là đẹp luôn. Màu trắng tinh bên em cũng rất là đẹp luôn đây ạ. Chất vải bên em hoàn toàn chất liệu nhà em toàn chất liệu len tâm bảng to rất là sexy và cái form áo nhà em thì form cũng rất là đẹp luôn nhá chị nhá. Form rất là đẹp luôn. Và hiện tại thì đang mặc trên người em hiện tại là màu rêu các chị nhá. Màu rêu rất là đẹp luôn ạ. Màu rêu đẹp rất là đẹp luôn. Áo len Quỳnh búp bê. Mọi người có xem cái bộ phim Quỳnh búp bê đúng không ạ? Nó sẽ phần 2 sẽ chiếu vào cuối năm 2019 các chị nhá. Em cảm ơn chị Vân Nguyễn ạ. Chị Út Cô thấy comment của chị rồi đây ạ. Chất liệu vải nhà em đây ạ. Size sẽ là từ 40 cân cho tới 65 kg ạ. Size từ 40 cân tới 65 kg các chị nhá. Chị Dung Lô em thấy comment của chị Dung Lô thấy rồi chị nhá. Chị Phượng Hít ơi, dài tay của em bên em có hai loại, đó là loại ngắn tay và loại dài tay ạ. Áo len Quỳnh búp bê nhà bên em có hai loại ạ, đó là loại ngắn tay và loại dài tay các chị nhá. Ngắn tay và dài tay ạ. Chị Trinh Trần ơi, em thấy comment của chị Trinh Trần rồi nhá. Chúc chị một buổi trưa vui vẻ đúng không ạ? Và chúc chị luôn xinh đẹp nhá. Cảm ơn chị Thánh Linh rất là nhiều ạ. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm được không ạ? Đếm xả chiếc áo len Quỳnh búp bê này với giá là 40k 2 chiếc các chị nhá. Các chị chia sẻ giúp em ạ. Chị Chi Hiền ơi, em cảm ơn chị Chi Hiền rất là nhiều ạ. Em cảm ơn chị Thu Uyên ạ. Vâng ạ, chị Ngân Hà Ngân ạ, chị Bích Hải này, bên em có bán cho chị Bích Hải nhá. Chị mua là chị có thể comment cho nhà em như mọi người là comment đúng không ạ? Đây màu đỏ nhà em đây ạ, đỏ đô của bên em, đây là đỏ đô ạ. Chất liệu vải bên em sẽ là chất liệu vải len tâm và bản to mọi người nhá. Chất liệu len tâm và bản to đấy ạ. Chị chôn chôn ơi, để em một chút xíu được không ạ? Màu vàng bên em có nhá. Màu vàng bên em chỉ có loại dài tay thôi, đó là màu vàng chỉ có loại dài tay thôi các chị nhá. Có hai loại ngắn tay và loại dài tay. Áo len Quỳnh búp bê có hai loại ngắn tay và dài tay ạ. Lát em sẽ cho các chị xem loại dài tay em sau. Bây giờ này em đang xả cái chiếc ngắn tay ở trước mọi người nhá. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm nhá mọi người nhá. Vâng ạ, chị Út Cô chia sẻ giúp em. Chị Út Cô nhá, để em xả chiếc áo này với giá là 40k 2 chiếc đúng không ạ? Chị Hoa Bi Ngạn để em một chút xíu nhá. Chị Yến Phùng ơi để em một chút xíu này. Em cảm ơn chị Phan Thu Tuyền thấy comment của chị rồi ạ. Chị Đá Phong Thủy ơi cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Chị tương tác với nhà em rất là nhiều từ đầu chương trình đến giờ, cảm ơn chị rất là nhiều đúng không ạ? Chị Mai Nguyễn ơi đây ạ. Áo len Quỳnh búp bê nhà em có bốn, có 5 màu, đó là màu xanh rêu này, màu trắng, màu đen, xanh rêu, trắng đen. Có hai loại, đó là loại ngắn tay và loại dài tay đúng không ạ? Hai loại ngắn tay và dài tay ạ. Em xin nhắc lại tất cả những chị bằng sau ạ, là chương trình hôm nay của bên em sẽ là xả chiếc áo len Quỳnh búp bê này với giá là 40k 2 chiếc áo len Quỳnh búp bê đúng không ạ? Và đối với dòng áo len này bên em sẽ có size từ 40 cân cho tới 65 kg các chị nhá. Size sẽ là từ 40 cân cho tới 65 kg và hiện tại đang mặc trên người em đây hiện tại là màu xanh rêu ạ. Áo len Quỳnh búp bê màu xanh rêu rất là đẹp luôn đúng không ạ? Chị Oanh Lâm ơi, em thấy comment của chị Oanh Lâm rồi chị nhá. Thấy comment của chị rồi ạ. Chị Cao Hiền Hạnh ơi, thấy comment của chị luôn, chúc chị một buổi trưa vui vẻ đúng không ạ? Chị Hương Hồng Hách, xanh đỏ cho em xin số điện thoại của mình đúng không ạ? Sau em thì giao hàng trên toàn quốc nhá. Bên em giao hàng trên toàn quốc đấy ạ. Chị Vân Nguyên cũng thế ạ. Em ở ngoài Hà Nội chị ạ. Bên em có nhá, chị Thanh Thị Trần nhá. Bên em có ạ. Em cảm ơn chị Kim Anh này, chị Phương Trinh này, chị Oanh Cao này, chị Hằng Thu Dung này, thấy comment của chị rồi ạ. Hiện tại thì người xem đã lăng lên rất là nhiều rồi, em chỉ sợ biển comment thôi nên chị là muốn không biển comment của mình thì chị nhớ chia sẻ để mình không biển comment đúng không ạ? Và để chắc chắn hơn một điều nữa, để chắc chắn là không biển comment khi mà nhiều người xem như này thì các chị hãy nhớ ấn kết bạn theo dõi với shop của em, thì chắc chắn một điều là khi mà các chị ấn kết bạn theo dõi thì chắc chắn là sẽ không bao giờ biển comment, mình có comment nhiều như nào thì nó vẫn hiển thị lên đúng không ạ? Chị Coi Cọp ơi, em thấy comment của chị rồi ạ. Em xin nhắc lại là áo này bên em sẽ xả với giá là 40k 2 chiếc và bên em sẽ có tất cả là 5 màu, size bên em sẽ là từ 40 cân ạ cho tới 65 kg, áo len Quỳnh búp bê của bên em nhá. Mọi người có xem cái bộ phim Quỳnh búp bê không ạ? Rất là xinh, chị rất là xinh luôn đúng không ạ? Chị Lan Lan Nguyễn ơi, bao tiền một áo ạ? Áo này hôm nay bên em sẽ xả với giá là 40k 2 chiếc chị Lan Lan Nguyễn nhá, 40k 2 chiếc đúng không ạ? Em
có bán nhá, chị Su, chị Thảo, chị comment giúp em đúng không ạ? Chị Oanh Lâm là cảm ơn chị này. Chị Chu An thấy comment của chị rồi ạ. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm nhá. Em đợi các chị vào đông đủ em sẽ bắt đầu xả nhá. Mọi người chia sẻ giúp em ạ. Chị Nga Chu, em thấy comment của chị Nga Chu rồi. Chúc chị buổi trưa vui vẻ đúng không ạ? Chị Hương Thuyết ơi, của em là màu xanh rêu đúng không ạ? Màu rêu và màu đỏ đô đấy ạ. Hôm trước nhà em có like cái mã này vào, các chị đặt mua cái màu đỏ đô và màu xanh rêu rất là nhiều á chị ạ. Rất là nhiều luôn đúng không ạ? Chị Nguyệt Anh Trần ơi, em thấy comment của chị rồi nhá. Các chị comment giúp em theo đúng cú pháp nhá. Và điều kiện để tham gia mua hàng bên em thì bên em chỉ áp dụng những chị chia sẻ thôi mọi người nhá. Chị Vinh Phú ơi, em thấy comment của chị rồi ạ. Chị Cai Cọp này. Chị Lụa Ngô ơi, 40k đen xám rồi, chị cho em xin số điện thoại của mình luôn đúng không chị Lụa Ngô nhá.
chị thay đổi thẻ comment của chị rồi, chị Thúy Sushi thẻ comment của chị luôn rồi đúng không ạ? Rồi, bên em sẽ chốt cái giá 40k 2 chiếc tới á. Trong khoảng 2 phút nữa mọi người nhá, chốt cái giá 40k 2 chiếc trong khoảng 2 phút nữa thôi. Trong khoảng 3 phút nữa mọi người nhá, trong khoảng 2 phút nữa được không ạ? Nhanh chóng giúp em ạ. Và bên em chỉ áp dụng cho những chị chia sẻ 3 lần trang cá nhân ạ. 20 lần tất cả các trang hỗ trợ nhóm trước khung giờ là 12 giờ 35 phút buổi trưa ngày hôm nay đúng không ạ? Vâng ạ, ok chị Phương Nguyên nhá. Chị Linh Phạm ơi, 40k xanh đen, chị cho em xin số điện thoại của mình luôn đúng không ạ? Chị Mạnh Hiền, ok chị này đây ạ. Mọi người lưu ý giúp em nhá, và điều kiện để tham gia chương trình mua hàng bên em với giá là 40k 2 chiếc này. Các chị giúp em chia sẻ vào hội nhóm 3 lần trang cá nhân này. 20 lần tất cả các trang hỗ trợ nhóm trước khung giờ là 12 giờ 35 phút buổi trong buổi trưa ngày hôm nay, đó là điều kiện để tham gia chương trình mua hàng bên em với giá là 40k 2 chiếc áo len Quỳnh Búp Bê với giá 40k 2 chiếc đúng không ạ? Mọi người nhanh chóng giúp em, mọi người nhá, nhanh chóng giúp em này. Chị Thu Phạm Thị ơi, xin chào nhá, chúc chị buổi trưa vui vẻ và chúc chị luôn xinh đẹp đúng không ạ? À, chị Trương Thị Bích Thùy ơi, thấy comment của chị rồi nhá, em cảm ơn chị này. Áo len Quỳnh Búp Bê của nhà em size sẽ là từ 40 cân cho tới 65 kg, và bên em có hai loại, đó là loại ngắn tay và loại dài tay nhá. Ngắn tay và dài tay đúng không ạ? Hai loại ngắn tay và loại dài tay. Bên em có tất cả là 5 màu nhá, đó là màu đỏ đô này, đỏ đô, màu rêu này, màu đen này, màu trắng, màu khói. Đây ạ, áo len chất liệu len tăm và bản to nhá. Chất liệu len tăm và bản to đúng không ạ? Đây ạ. Chất liệu len tăm này rất là đẹp luôn á chị nhá. Chất liệu len tăm bản to. Chị nào từng là khách quen và mua hàng nhà em rồi thì mọi người nhận được áo này rồi như thế nào thì mọi người có thể feedback lại cho mọi người cũng biết đúng không ạ? Chị Trịnh Phương ơi, em cảm ơn chị Trịnh Phương nhá. Cảm ơn chị Trịnh Phương, chị Nguyễn Ánh này. Chị Vân Nguyễn, thấy comment của chị Vân Nguyễn rồi nhá. Chị Mỹ Ca, chị Nhã Ca, chị Kim Anh này đúng không ạ? Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm nhá. Và em xin nhắc lại tất cả những chị vào sau là bên em chỉ áp dụng những chị chia sẻ trước khung giờ là 12 giờ 35 phút trong buổi trưa ngày hôm nay thôi đúng không ạ? Chỉ áp dụng thôi đúng không ạ? Có chị Mạnh Duy đấy, em một chút xíu thôi chị Mạnh Duy nhá. Rồi các chị nhanh chóng giúp em đúng không ạ? Đâu đấy. Không mở được. Chị Thường Nguyễn, thấy comment của chị Thường Nguyễn rồi, chị Thường Nguyễn nhá. Chị Linh Nguyễn đây, em một chút xíu là sao nhiều chị hỏi em nào giá gốc bao nhiêu thế nhỉ? Các chị ơi, bây giờ là bên em sẽ kết, đây là hơn 2 phút rồi mọi người nhá. Bây giờ thì bên em sẽ kết thúc cái chương trình bán hàng 40k 2 chiếc. Bọn em sẽ bây giờ bên em sẽ công bố cái giá, công bố những chị hôm nay mình may mắn săn được cái combo áo nhà hôm nay với giá là 40k 2 chiếc đúng không ạ? Và không biết hôm nay chị nào sẽ là người may mắn săn được cái combo hai áo len Quỳnh Búp Bê của nhà hôm nay với giá là 40.000 2 chiếc. Em cũng đang rất là nóng lòng luôn, và không biết chị nào hôm nay sẽ là người may mắn hôm nay săn được cái combo này, các chị có thấy đấy không ạ? Và sau đây thì bên em sẽ quay số như mọi khi mọi người nhá. Mọi hôm thì bên em quay số, thì hôm nay bên em cũng sẽ quay số để cho nó công bằng mọi người nhá, đúng không ạ? Sao nhiều chị hỏi em giá gốc thế nhỉ? Ok, mọi người đợi em một chút xíu, tôi gắng đợi em một chút xíu để em quay số cho nhanh đúng không ạ? Điều kiện để tham gia chương trình mua hàng bên em với giá là 40k 2 chiếc, các chị giúp em chia sẻ vào hội nhóm nhá, 3 lần cá nhân này, 20 lần tất cả các trang hội trợ nhóm trước khung giờ là 12 giờ 35 phút trong buổi trưa ngày hôm nay đúng không? Trước khung giờ 12 giờ 35 phút mọi người nhá. Bây giờ em sẽ quay số và quay vào số điện thoại nào thì chị đó nhanh chóng gọi điện về số điện thoại của nhà em mọi người nhá. Em cảm ơn chị Trang Si nhá, chị Nguyễn Kim Anh, chị Bé Con này, chị Hoàng Thơm, thấy comment của chị rồi. Ok, chị Cần Loan cảm ơn chị luôn đúng không ạ? Bây giờ em sẽ quay số đầu tiên mọi người nhá. Mọi người thấy hộp không ạ? Không biết là sẽ rơi vào số điện thoại nào đây ạ, đúng không ạ? Rồi ạ. Số điện thoại đầu tiên này em quay vào số này, em quay vào số 44 mọi người nhá. Em xin chúc mừng chị có đuôi số điện thoại là số 44 đúng không ạ? Nào, em xin chúc mừng chị có đuôi số điện thoại là số 44 này. Nhanh chóng điện thoại về cái số điện thoại này của bên em để bên em trao thưởng là hai chiếc áo len trị giá là 40.000 thôi nhá. Chỉ có 40.000 thôi và hai chiếc áo này thôi đúng không ạ? Nào em xin chúc mừng chị có đuôi số điện thoại là số 44 đâu rồi ạ? Số 44 đâu rồi ạ? Đuôi số điện thoại 44 nhanh chóng gọi điện về cái số điện thoại của bên em mọi người nhá, đúng không ạ? Đuôi số điện thoại 44 đâu rồi ạ? Để em còn quay số tiếp theo không, mọi người cũng đang đợi mọi người nhá. Các chị giúp em nhanh chóng được không ạ? Nhanh chóng giúp em đúng không ạ? Nào em xin chúc mừng chị có đuôi số điện thoại là số 44 có đây không ạ? Số điện thoại 44 được không ạ? Rồi ok chị ở Sen Nguyễn là đầu tiên vào số bên em chị nhá. 44 đâu rồi ạ? Để em còn quay số khác, mọi người đang đợi nhá. Trong khi chờ đợi cái con số 44 gọi điện đến thì em xin phép quay con số may mắn tiếp theo đúng không ạ? Số 44 mọi người nhá. Em xin phép quay con số may mắn tiếp theo để đúng không ạ? 52 không phải. Phải số 44 thì em mới nghe máy mọi người nhá. Thôi bây giờ em quay số tiếp theo, trong khi chờ đợi số 44 thì em sẽ quay số may mắn tiếp theo đúng không ạ? Đây 44 mọi người, 44 đây rồi. Để em quay số tiếp theo đúng không ạ? Alo. Facebook chị là gì ạ? Thế à, xin chúc mừng chị là người đã may mắn săn được cái combo áo len Quỳnh Búp Bê của nhà em đầu tiên chị nhá.
chị nhớ là chia sẻ cho em trước khung giờ là như nhà em quy định chị ạ, đúng không ạ? Ok. Vâng, ok chị. Các chị ơi, số 44 nhà em có người gọi điện rồi nhá. Bây giờ em sẽ quay con số may mắn tiếp theo đúng không ạ? Em sẽ quay con số may mắn tiếp theo này. Vừa xong là con số 44 rồi, bây giờ không biết là sẽ vào trúng vào số điện thoại nào đây ạ? Mọi người thấy hồi hộp không ạ? Chị nào mà có đuôi số điện thoại trùng với những số em quay thì mọi người nhớ nhanh chóng điện thoại nhà em mọi người nhá. Rồi ạ, em xin chúc mừng chị có một số đuôi số điện thoại rất là đẹp luôn. Đó là đuôi số điện thoại là số 63 mọi người nhá. Đuôi số điện thoại là số 63 này. Em xin chúc mừng chị có đuôi số điện thoại là số 63 này. Nhanh chóng gọi điện về số điện thoại của bên em để bên em trao thưởng là hai chiếc áo len quỳnh búp bê này với giá là 40k hai chiếc mọi người nhá. Đâu rồi ạ? Số điện thoại 63 đâu rồi ạ? Số điện thoại 63 có đây không ạ? Thì nhanh chóng điện thoại về cái số điện thoại của nhà em đây để trao thưởng hai chiếc áo này trị giá 40k hai chiếc. Các chị lưu ý giúp em là điều kiện tham gia chương trình mua hàng bên em với giá 40k hai chiếc. Các chị giúp em chia sẻ vào hội nhóm 3 lần cá nhân này, 20 lần tất cả các trang hỗ trợ nhóm trước khung giờ là 12 giờ 35 phút trong buổi trưa ngày hôm nay đúng không ạ? Số 4 không phải chị nhá, đây là số 63 chị ạ, số 63. Số 44 vừa xong nhà em có người gọi điện rồi mọi người nhá. Số 44 vừa xong bên em có người gọi điện rồi đấy ạ. Bây giờ em còn số 63, nhanh chóng đây 63 có người gọi điện này, 63 này. Đấy 63 em sẽ nghe máy luôn mọi người nhá, 63 đây. Alo. Không chị là gì? Rồi, xin chúc mừng chị nhá. Chị nhớ là chia sẻ cho em trước khung giờ đấy chị nhá. Rồi, các chị ơi, số 63 nhá. Đó, nhà em có người gọi điện rồi đấy ạ, 63 này. Tiếp tục em quay con số tin nhắn tiếp theo đúng không ạ? Tiếp tục con số tin nhắn tiếp theo đúng không ạ? Không biết là sẽ vào rơi số điện thoại ở đây. Mọi người gắng đợi em một chút xíu nữa thôi thì em sẽ quay ra bán hàng luôn bây giờ mọi người nhá. Quay trở về cái giá gốc của áo này sẽ là hơn 100.000 thôi. 100.000 một tí thôi nhá, chị Hoàng Thu Đông đẹp chút xíu được không ạ? Con số may mắn tiếp theo hôm nay của bên em sẽ là rơi vào con số 46 ạ. Nào em xin chúc mừng chị có đuôi số điện thoại 46 được không ạ? Em xin chúc mừng chị có đuôi số điện thoại là 46. Nào nhanh chóng điện thoại nhà em đúng không ạ? Để em quay ra bán hàng luôn. Lớp cái số này là em sẽ quay ra bán hàng luôn, quay trở về giá gốc luôn. Mọi người gắng đợi em một chút xíu nữa thôi được không ạ? Gắng đợi em một chút xíu nữa mọi người nhá. Một tí thôi ạ. Giá gốc của chiếc áo này sẽ là 100.000 một tí thôi, hơn một tí xíu thôi mọi người nhá. Nào xin chúc mừng chị có đuôi số điện thoại 46 cho em nhanh chóng được không ạ? Số 46 đâu rồi ạ? Nhanh chóng điện thoại nhà em để còn quay ra bán hàng luôn. Hôm nay thì những chị hôm nay mà may mắn săn được cái combo này nhà em thì mỗi chị sẽ nhận combo hai áo len này trị giá là 40.000 hai chiếc đúng không ạ? Đây số 46 mọi người, đây số 46 đây rồi này, 46 đây nhá. Đấy 46. Dạ alo. Vâng, em xin chúc mừng chị nha. Chị chụp lại cho em những cái trang chị chia sẻ cho em vào trước khung giờ cho nhà em chị nhá. Vâng, ok, cảm ơn chị. Các chị ơi, số 46 nhá, nhà em có người điện rồi mọi người nhá, số 46. Bây giờ thì em công việc của em là đã xong rồi đúng không ạ? Em sẽ đi quay bán hàng luôn mọi người nhá. Bây giờ thì em sẽ quay ra bán hàng luôn, quay trở về với chiếc áo len. Mã sản phẩm của nhà hôm nay sẽ là mã H8 mọi người nhá. Mã sản phẩm này của nhà hôm nay sẽ là mã H8 này. Size sẽ là từ 40 cân tới 65 kg. Và em đọc mã, các chị bắt đầu comment nhá. Mã sản phẩm là H8 này với giá. Rồi, ok chị Hoa Nguyễn nhá. Giá sản phẩm này bên em sẽ là 130.000 một áo mọi người nhá. Mã sản phẩm là H8 130.000 một áo này. Bây giờ thì bên em sẽ kết thúc cái chương trình bán hàng 40k hai chiếc. Và bây giờ bên em sẽ bắt đầu mở bán sản phẩm này với mã sản phẩm là H8 130.000 một chiếc các chị nhá. 130.000 thôi, một chiếc áo len quỳnh búp bê như này các thầy có thấy sốc không ạ? Chỉ có 130.000 một áo len quỳnh búp bê, chất liệu len thì không phải nói luôn. Chất liệu len bên em. Chị Phương Nguyên nhà em có quay số mà chị, nhà em quay số trực tiếp đấy chị nhá. Quay số trực tiếp rồi đấy ạ. Ok chị Thùy Trang Hoàng, ok chị luôn, chị Thanh Nguyễn ok chị luôn đúng không ạ? Chị lần đầu tiên chị vào shop em đúng không chị Thanh Nguyễn? Các chị bắt đầu comment cho nhà em theo cú pháp mã là H8 130.000 một áo cộng với số điện thoại của mình là các bạn bên em sẽ lên ngân hàng và gọi điện cho ngân hàng cho mọi người đúng không ạ? Rồi ok chị Hoài Lê, hôm nay mình không may mắn trúng mini game của bên em thì có thể trưa mai biết đâu chị cũng sẽ là người may mắn săn được cái combo áo nhà em với giá là 40k hai chiếc đúng không ạ? Những chị hôm nay mà không may mắn thì mọi người đừng buồn nhá. Tại mọi người buồn thì em cũng buồn theo đấy ạ. Tại mỗi ngày nhà em quay số thì em sẽ quay 3 tới 5 số mọi người nhá. Đúng không ạ? Dài tay thì bên em vẫn là 130 chị Nhi Triệu nhá. Dài tay của em đây ạ. Dài tay của em vẫn là 130.000 nhá. Chị nào muốn mua dài tay comment dài tay nhà em nhá. Tại vì em đang câu không cầm hết được đấy ạ. Bắt đầu comment cho nhà em theo cú pháp mã H8 và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em. 130.000 đúng không ạ? Có dài tay chị Kim Hạnh nhá. Em thấy cái đơn hàng H8 đang lên rất là nhiều rồi đấy ạ. Nhiều chị mà cứ vào shop em lần đầu tiên vào shop em đúng không ạ? Khổ thật đấy, em bán hàng mà mọi người ạ. Em cho chị xem sau chị Trần Ngân đúng không ạ? Mình xem màu trắng ok chị này. Màu đen, màu đây là màu trắng, màu khói này. Bây giờ thì em sẽ không thể đọc được comment và đơn hàng tất cả mọi người đâu, nên mọi người giúp em muốn mua cái mã này thì comment giúp em theo đúng cú pháp nhá. Đó là mã H8 và kèm theo số
số điện thoại của mình ạ, trên cùng một dòng comment giúp em. Chỉ có giá 130.000 thôi, giá gốc của sản phẩm hôm nay bên em muốn giới thiệu với các chị là 130.000 thôi ạ. Chất liệu vải bên em thì chất liệu vải không thể nói rồi đúng không ạ? Chất liệu vải nhà em chị là từng khách quen của nhà em và mua hàng nhà em rất nhiều lần rồi, các chị sẽ biết như nào, em đã không thải tin nhiều trên cái livestream đúng không ạ? H8 130.000 mọi người nhá. H8 130.000 đúng không ạ? Ok, Thanh Nguyễn là đơn hàng của chị hôm trước là chị trúng mini game của nhà em và nhận được hai cái mã M8 của nhà em rồi mà chị Thanh Nguyễn đúng không chị? Số 46 nhà em vừa xong, có người gọi điện rồi, chị xong đâu, chị xong đâu nhá. Chị Trinh Hương Nghiệp ơi, chị lấy H8 xanh rêu và đỏ comment giúp em như mọi người đang comment nhá. Em thấy đơn mà H8 đăng lên rất là nhiều rồi ạ. Dài tay của em thì cũng có màu tương đương này nhá. Dài tay của em cũng tương đương này luôn đúng không ạ? Cứ có H8 vào số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện đúng không ạ? H8 vào số điện thoại mình là bên em sẽ mạnh gọi điện cho các chị nhá. Bên em không chỉ Yến Dương giữa mà. Chị Vân Nguyễn ơi, H8 đen và trắng, chị comment giúp em mã là H8 vào số điện thoại của mình như mọi người đang comment đúng không ạ? 130.000 thôi, rất là rẻ và đẹp rồi. Áo len quỳnh búp bê của nhà em có giá là 130.000. Mọi người có... Cảm ơn Thanh Nguyên nhá. Xoay ở ngoài Hà Nội chị ạ, và bên em giao hàng trên toàn quốc. Dài tay của em cũng là mã H8 ạ. Đây là thằng dài tay của nhà em đây mọi người nhá. Dài tay của nhà em đây mọi người đây ạ, mọi người đây ạ. Hàng dài tay của nhà em, tại vì em không thể cầm hết các mã nhưng mà các chị xem được, các chị giúp em comment thật đúng cú pháp cho nhà em nhá. Ngắn tay, dài tay nhà em cũng cứ thế thôi mọi người nhá. 130.000 size sẽ là từ 40 cân tới 65 kg. Và những chị nào mà đã mua hàng nhà em rồi, các chị biết như nào mà em cũng không cần giải thích nhiều trên livestream cho nó mệt ra đúng không ạ? Dài tay của nhà em thì xem lại cái livestream cũ của nhà em nhé, chị Trương Thị Hoan nhé. 130.000 mã H8 áo len quỳnh búp bê. Và hiện tại thì đang mặc trên người em đây, hiện tại là màu xanh rêu ạ. Màu rêu này, màu đỏ đô này, màu đen này, màu trắng, màu khói được không ạ? Hai sản phẩm của em ship 30.000 thôi chị Hiền Dương nhá. 130.000 thôi được không ạ? Lên áo ren của em thì em mới làm nọ xong ạ, chị Thúy Nhiên nhá chị nhá. 130.000 áo len. Bên em chơi game nhưng bọn em là cũng rất là công bằng luôn, thì em thường quay số mọi người ạ, quay số rất là công bằng đúng không ạ? Chị Hồng Nhung ơi, đỏ đô dài tay thì comment giúp em là H8 đỏ đô dài tay đi ạ. Tại vì là em không cầm được hết các mã, các chị giúp em comment thường cú pháp nhá. Dài tay nhà em cũng có dài tay, đây là dài tay nhà em nhá. Hàng dài tay nhà em đây. H8 có hai loại, đó loại ngắn tay và loại dài tay. Giá bên em sẽ là 130.000 áo len quỳnh búp bê. Em không đọc chốt đơn hàng thì các chị vẫn có đơn hàng bình thường, tại vì là bây giờ là em đang em thấy comment nó trôi quá nhanh và trôi rất là nhiều, và cái mã H8 cũng đang lên rất là nhiều rồi đấy ạ. Thế các chị giúp em nhá, mua cái mã này thì để lại cho nhà em theo đúng cú pháp là mã H8 và số điện thoại. 130.000 nhá chị Nguyễn Lý, đúng rồi ạ, 130.000 ạ. Chị Phượng Nguyễn ơi, 60 kg mặc cho em size XL nhá. 60 kg mặc cho em size XL, áo len quỳnh búp bê của nhà em sẽ có tất cả là 5 màu, đó là màu trắng này, màu khói, trắng khói đen, trắng khói đen ạ. Trắng khói đen đỏ đô ạ. Chất liệu vải bên em là chất liệu len tăm bản to, và em thấy cái đơn hàng H8 đang lên rất là nhiều rồi đấy ạ. Các máy đang lên rất là nhiều H8 rồi đấy ạ. 130.000 thôi ạ. Em không đọc chốt đơn hàng thì các chị vẫn có đơn hàng bình thường các chị nhá. Chỉ có 130.000 áo len quỳnh búp bê. Cái bộ phim mà quỳnh búp bê thì nó sẽ có hai phần mọi người nhá. Đó là phần 2 thì nó sẽ chiếu được cuối năm 2019, nó sẽ có phần 2 quỳnh búp bê rất là hay luôn đúng không ạ? Mọi người có đến xem cái bộ phim mà quỳnh búp bê không ạ? Giá xỉ bên em thì bên em có bán xỉ và chị móc cho số quản lý bên em, chị Võ Bé được không ạ? Sau em ở ngoài Hà Nội và bên em giao hàng trên toàn quốc các chị Võ Bé nhá. Em ở ngoài Hà Nội chị Anh Đặng ạ, Hà Nội đúng không ạ? Cứ có mã H8 số điện thoại thì các bạn bên em sẽ gọi điện cho nó nhanh đúng không ạ? Tại vì em chỉ là nhân viên live thôi đúng không? Mọi người giúp em nhá. Muốn mua cái mã này thì comment giúp em theo đúng cú pháp mã H8 và số điện thoại của mình. Trên cùng một dòng comment giúp em và bên em sẽ có tất cả là 5 màu, đó là màu khói, màu trắng, màu đen, màu đỏ đô. Chất liệu vải bên em thì các chị mua từng là khách quen của nhà em, mua hàng quá nhiều lần rồi, các chị mua rất là nhiều đúng không ạ? Không cần giải thích nhiều trên livestream làm gì cho nó mệt ra mọi người nhá. Bên em thì chính sách bán hàng của bên em sẽ là khách mua hàng về mà không vừa được đổi size, không ưng đổi chéo mẫu đúng không ạ? Cho nên thành ra là bên em bán hàng rất là uy tín từ trước đến nay, giờ cho em bán hàng và làm ăn buôn bán rất là uy tín từ trước đến nay, mọi người cứ yên tâm đặt niềm tin khi mua hàng của bên em. Và mua hàng bên em thì bên em chuyên bán buôn ấy thì các chị sẽ tiết kiệm rất là nhiều chi phí, do về các chị đi mua ngoài cửa hàng, ngoài cửa hàng sẽ rất là đắt luôn mọi người nhá. 40k2 trước chị bo thi, chị vào hơi muộn chị bo thi nhá. Tay ngắn rồi chị comment giúp em, chị Lưu Ly ơi, chị comment giúp em như mọi người đang comment mã H8 130.000 thôi ạ. Áo len quỳnh búp bê 130.000 thôi, rất là đẹp luôn. Mọi người có thể xem những cái phản hồi của khách hàng bên em về cái sản phẩm này bên em ở trên cái trang chủ và trong phần A mua mảnh của nhà em đúng không ạ? Cho đỡ phải lăn tăn mọi người nhá. Với các chị mua hàng bên em và chị các chị nhận xét về hàng nhà em rất là đẹp rồi, mọi người có thể kích vào cái album phần album phản hồi của khách ạ. Đúng không ạ? Bên em buôn bán và bán hàng rất là uy tín luôn, không vừa đổi size này, không ưng đổi chéo mẫu cho nó nhanh đúng không ạ? Buôn bán phải nhanh đúng không ạ? Chị Phương Vũ ơi, chị lấy đen đỏ, chị comment giúp em như là mọi người phía trên đang comment giúp em mã H8 vào số điện thoại mình đúng không ạ? Em thấy đơn hàng H8 đang lên rất là nhiều rồi ạ. H8 130.000 thôi, đang
lên rất rất là nhiều rồi ạ. Các chị comment giúp em theo đúng cú pháp H8 số điện thoại phải trên cùng một dòng comment thì bên em mới liên hàng cho các chị nhá. Các chị giúp em ạ. Chị Thu Thủy ơi, chị comment giúp em như là mọi người đang comment như chị Suzy Hoàng Sao, chị Hoài Khương, chị Hồng Loan, chị Bằng Lăng thì đang comment giúp em đúng không ạ? Sỉ lăng chiếc của em vẫn là giá 130 và bên em là bán sỉ giá gốc rồi đấy ạ, 130.000. Chất liệu vải đấy ạ, chất liệu vải bên em đấy chị nhá. Chị Thu Thủy ơi, 40.000 hai chiếc thì chị vào hơi muộn, thường thường là bọn em quay số nha, vào số điện thoại nào thì chị đó sẽ là người may mắn mua thôi chị ạ. Đó là còn dựa vào cái sự may mắn của mình nữa đúng không ạ? 40kg thì mặc cho em size S thôi, Tuyết Nhi nhá. 40kg mặc cho em size S này. Và em kết thúc cái chương trình bán hàng 40k hai chiếc rồi, chị Nguyễn Đoan và chị Tuyết Nhi đừng comment thế nữa đúng không ạ? Chị Thu Minh ơi đây ạ, hạt trân châu. Đó là mã A28 áo ren, chị kích vào trang chủ của nhà em nhá. Chị cho chị Thu Minh một lấy cái mã A28 thì chị comment cho nhà em nhá. Mã A28 và số thoại của mình chị cùng một dòng comment giúp em đúng không ạ? 4 cái của chị thì 130 x 4 nhá, chị xịn gì về trên nhá. 130.000 mã H8, mọi người comment nhanh giúp em nhá. Em thấy cái đơn hàng mã H8 đang lên rất là nhiều rồi đấy ạ. Các chị giúp em là phải để lại trên cùng một dòng comment giúp em nhá. H8 số thoại của mình đúng không ạ? Ok, chị Bo thì hôm nay chị đừng buồn nhá. Chị buồn em cũng buồn theo đấy ạ. Khổ thật đấy ạ. Cho mình xem màu khói vâng ạ. Màu khói của nhà em đây nhá chị nhá. Màu khói của bên em sẽ là màu khói đấy ạ. Màu khói rất là sexy luôn đúng không ạ? Đấy. Áo trắng này. Chất liệu vải bên em này, chất liệu toàn bộ là hàng len nhá và len tâm nhá. Cái len tâm nhà em đen rất là dày và rất là đẹp luôn. 130.000 mã H8, cứ có mã H8 vào số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện cho họ nhanh và còn chốt tiền đúng không ạ? 70kg thì sợ hơi chật nhá, không vừa được chị Phương Phương nhá. H8 130.000 thôi, mọi người bắt đầu comment cho nhà em theo cú pháp đi ạ. Em thấy cái đơn hàng H8 đang lên rất là nhanh nhiều rồi đó. Có chốt không vậy cho chị nói chuyện dạ trời. Ok chị Cẩm Nhung ơi, tại vì là đơn hàng nó trôi quá nhanh em không thể đọc được comment của tất cả mọi người đâu ạ. Trôi rất là nhanh và em tại vì em đang quay nhiều máy mà nó quay trôi rất là nhanh luôn đấy ạ. 50kg thì chị An Nhiên mặc cho em size M. Em phải thấy đơn hàng lên nhiều mà chị. Áo ren có hạt đằng sau á chị. Áo ren có hạt đằng sau của em là mã A28 chị ạ. Áo A28 của nhà em là vẫn bán với giá 190.000 một set, mọi người xem trang chủ nhà em đúng không ạ? 130.000 mã H8 size 40 cân tới 65kg. 50kg chỉ ai khổ vì ai mặc cho em size M nhá. Chị gió xong ơi, chị comment giúp em mã H8 nhưng mọi người đang comment cứ H8 số thoại thì là xong thôi. Là bên em sẽ gọi điện cho chị sau nhá. Gọi điện tư vấn size để màu chốt size rồi là mới gửi hàng đi mà. 130.000 thôi. Có em có chị Loan Phương xem ăn mảnh cho nhà em nhá. H8 130.000 em thấy đơn hàng H8 lên rất là nhiều rồi đó. 130.000 mã H8 ạ. Chị Vấn Nguyên đây là người chúng mini game của nhà em thì bọn em chốt cái mã H8 này, chốt luôn cái mini game của H8 luôn, chị Vấn Nguyên yên tâm đúng không ạ? Bên bốn bạn buôn bán rất là uy tín luôn chị ạ. Chị Thường Nguyễn ơi, 50kg thì chị mặc cho em size M chị Thường Nguyễn nhá. 60kg chị Lê Hoa mặc cho em size XL đúng không ạ? Em ở ngoài Hà Nội và sau em giao hàng trên toàn quốc ạ. Đây là áo len quần búp bê của nhà em bán với giá 130.000 áo len đây. Màu rêu này. Màu rêu màu đỏ này, rêu đỏ này. Rêu đỏ này, đen. Rêu đỏ đen này. Trắng này, rêu đỏ đen trắng. 130.000 thôi, 65 mặc XL cho nhà em nhá. Cứ size từ 40 cân tới 65kg. Mọi người có thể giúp em là comment theo đúng cú pháp trên cùng một dòng giúp em là H8 số thoại của mình trên cùng một dòng giúp em đúng không ạ? 130.000 một áo H8 chị Xuân Hồng Nguyên nhá. Em không đọc chốt đơn hàng thì các chị vẫn cứ đơn hàng bình thường và em vẫn nhìn thấy đơn hàng của một người đăng lên rất là nhiều rồi mọi người nhá. Nên không cần thiết phải comment hai lần đâu ạ. 65 mặc cho em size XL, chị Giang Trần comment giúp em H8 số thoại mình luôn đúng không ạ? Màu đỏ đô của nhà em đây chị ơi, chị màu lúm đồng tiền đây ạ. Đây ạ. Đỏ đô của nhà em đây nhá, đỏ đô này. Đỏ đô đen này. Đen đỏ đô 130.000 mã H8 comment nhanh giúp em mã H8 này. Cảm ơn chị Đỗ Thị Vân Dung nhá. Mét 50 lạng 49 mặc size M cho em, chị Trần Ngọc Trang comment giúp em mã H8 số thoại mình luôn nhá. 130.000 mã H8. Bên không bán qua đấy nhá chị Đức Nguyễn đúng không ạ? Màu đang mặc của em có dài tay nhá, dài tay của em sẽ là 140.000 nhá chị Lệ Quân nhá. Dài tay của em sẽ là 140 còn ngắn tay của em sẽ là 130 ạ. Cho chị xem xong lấy hai áo em kết bạn với chị rồi, kết bạn với em rồi. Ok chị nhá. Thôi nhá, chị Loan Phnom Penh muốn lấy cái mã nào chị có thể inbox cho nhà em luôn được không chị? Màu đỏ của em đây chị ơi, mà nỏ màu đỏ của em đi ạ. Màu đỏ đấy nhá, 45kg chị Hoài Anh mặc cho em size S nhá. Cứ có mã H8 vào số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện và không cần hỏi gì nhiều nhá. Cho là nhanh, mọi người mua bán cho nhanh vì cái áo là nó trị giá của áo nó không đáng bao tiền cả. Nó chỉ có hơn 100.000 thôi, 130.000 một cái áo thôi. Rất là rẻ luôn rồi đúng không ạ? Bên em có tất cả là 5 màu luôn nhá, 5 màu liền này. Đây, áo len quần búp bê của nhà em đây, áo len quần búp bê này. Phải có H8 vào số điện thoại của mình nhá, trên cùng một dòng comment giúp em đúng không ạ chị? Các chị phải comment trên cùng một dòng thì bên em mới chốt được đấy ạ. Dài tay của em cũng có tương đương như màu này và khác mỗi một cái đó là có thêm cả màu vàng đất chị nhá. Vàng đất đúng không ạ? Chị Lan Lan sao biết mình chốt được, chị comment đi bên em có người chốt cho chị rồi ở dưới nhà chị nhá. Mặc thử đỏ đô đi, đỏ đô của nhà em đây chị Phạm Trang này, 130.000 mã H8 chị nhá. 130.000 mã H8. Ok chị Hà Mân ơi, chị nói thế như thế nào chị ơi? Đây này. Chất liệu vải nhà em đây, chị có thể nhìn chất liệu vải nhà em là chất liệu len đấy.
chị nhá, đây trên đầu len đây. 130 đúng không ạ? Dài tay của em 60kg thì mặc cho em size XL, chị Lê Huyền nha, mặc cho em size XL đúng không ạ? Màu đỏ đô này, màu đỏ đô này. Đây hàng em chất liệu vải bên em đây, là len chứ không phải là cái chất liệu vớ va vớ vẩn mọi người á, đúng không ạ? Chất liệu bên em chất liệu rất là đẹp luôn. Size bên em sẽ là từ 40 cân tới 65kg. Mọi người cứ comment giúp em theo đúng cú pháp nhá. H8 số điện thoại của mình trên cùng một dòng, comment giúp em đúng không ạ? Đây chị ơi, H8 nhà em đây. Áo len Quỳnh búp bê của nhà em là loại ngắn tay nhá, 130.000 thôi. Chị Lan Ngô, chị comment giúp em là H8 số điện thoại mình luôn đi ạ. Chị Hà My cũng thế nhá, màu trắng của nhà em đi ạ. Comment nó trôi rất là nhanh luôn ấy ạ. Nên em không thể đọc được comment tất cả các chị đâu, nên các chị giúp em là muốn mua cái mã này thì các chị giúp em comment theo đúng cú pháp là mã H8 nha, và số điện thoại của mình trên cùng một dòng, comment giúp em để em chốt được hàng cho các chị đúng không ạ? Cứ có H8 và số điện thoại thôi là các bạn bên em sẽ gọi điện cho nhanh nhá, vì em chỉ là nhân viên live thôi ạ. Size tay của em vẫn có chị Dung Trương ơi, chị lấy chị comment giúp em mã H8 130 đúng không ạ? Size nào tôi nhận XL thôi, như chị Hà cũng nhận XL thôi. 40 mặc cho em size S này. Chị Lê 8, chị Lê Huyền ơi, chị Hà My muốn lấy comment giúp em luôn đi ạ. 130.000 một áo thôi cho nhanh đúng không ạ? Cứ có mã H8 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện, và em thấy đơn hàng H8 đang lên rất là nhiều thì lên giờ rồi ạ. 130 nhá. Đúng rồi chị Đức Lê, cảm ơn chị Đức Lê rất là nhiều này. Chị Thu Hằng ơi, thấy comment của chị Thu Hằng rất là cảm ơn chị Thu Hằng nhá. Thấy comment của chị rồi đấy ạ. Mã H8 của em hôm nay em bán với giá 130.000 mã H8 nhá. 130 mã H8. Chị Trịnh Hiếu ơi, chị comment nhưng mà lại không có mã H8 này. Chị giúp em là comment lại cái mã H8 như mọi người đang comment được không ạ? Hiếu ơi, chị comment giúp em như là mọi người đang comment là H8 và số điện thoại của mình trên cùng một dòng, comment giúp em được không chị? Chị comment nhưng mà này không có mã H8, biết đơn hàng của chị có rồi nhưng mà chị không có mã H8 lên bên em, không biết đơn hàng của chị đâu ạ. Chị Thu Hồng ơi, thấy comment của chị rồi nhá. Size sẽ là đối với chiếc áo này bên em thì size sẽ là từ 40 cân cho tới 65kg. Và bên em có tất cả là 5 màu này, màu đỏ đô này, đỏ đô nhá, đỏ đô này, màu đen 130.000 mã H8, màu khói. Cứ có mã H8 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện cho nó nhanh đúng, các chị mua bán cho nhanh đúng không ạ? H8 số điện thoại. Bên em không có Shopee chị Yến Dương nha, bên em không có Shopee ạ. Đây màu của em đây ạ. Chất liệu vải bên em sẽ là chất liệu vải len nhá. Vải len và tâm bảng to chị nhá, len tâm bảng to đúng không ạ? Dài tay của nhà em đây ạ, dài tay của nhà em đây mọi người nhá, dài tay của nhà em đây. H8 áo len cùng búp bê loại dài tay nhà em đây, và bên em có tương đương màu như này hết. Ngắn tay và dài tay toàn như bộ như nhau hết các chị nhá. Ngắn tay và dài tay toàn bộ như nhau hết. Nó khác mỗi một điều là gì ạ? Màu vàng. Loại dài tay bên em khác cái ngắn tay đó là có màu vàng, có thêm một bổ sung thêm một phần vàng đất mọi người nhá, vàng đất đúng không ạ? Chị Nhung Thai ơi, một cái bên em có giá là 130, chị comment giúp em như là mọi người đang comment H8 130.000 đúng không ạ? Đây áo bên em sẽ như này chị, đây là giá bên em đây chị ạ. 130.000 thôi ạ. Chị Kiều Phong ơi, cảm ơn chị Kiều Phong nhá. Cứ có H8 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện cho nó nhanh. 130 mà H8 ạ. Và em thấy cái đơn mã H8 từ đầu đến chị bây giờ bán lên rất là nhiều mã H8 rồi đó. 100 nhà em bán chỉ 130.000 thôi. Chất liệu vải đấy các chị, chất liệu. Quan trọng là thứ nhất là chất liệu. Cái thứ hai nữa là các chị mua hàng các chị xem cái form áo nhá. Cái form áo mà nó dáng rộng thùng 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 ra mà làm sao được đúng không ạ? 130, màu xanh, màu rêu, màu đỏ đô, màu đen ạ. 130 chị Thu Lan Ngô này. Size S nha chị. Ok, cảm ơn chị Má Lúng Đồng Tiền. Chị comment giúp em như mọi người đang comment mã H8 được không ạ? Như mọi người đang comment đi ạ. H8 này đơn hàng lên H8 nó sẽ rất là nhiều rồi đấy ạ. Ở đây chị ơi, đây ạ, chị Huyền Lương đây nhá. H8 của nhà em đây. 130 đi ạ. 130.000 mã H8, mọi người comment nhanh giúp em nhá. H8 số điện thoại. Mua hai cái của chị ship sẽ 30.000 thôi chị Dâu Quỳnh nhá. Tiền ship nó không đáng bao tiền cả. Miễn là mình có áo đẹp mình mặc Tết đúng không ạ? Áo đẹp mặc Tết thì quá đẹp luôn rồi. H8. Quỳnh búp bê đúng không ạ? Mọi người xem bộ phim Quỳnh búp bê không ạ? Áo len Quỳnh búp bê 130.000 một áo nhá. Các chị comment giúp em. 30 chị Hợt Hương nhá. Mua hai cái cũng ship 30.000. Ở riêng ở Hà Nội sẽ là ship 25.000, còn riêng ở các tỉnh sẽ là 30.000, đó là mua hai cái. Tại vì số em ở ngoài Hà Nội mà. Chị Tuyết Trinh ơi, chị comment đi, em sẽ tư vấn size chị sau, biết chị Tuyết Trinh cho nó nhanh trên live stream, mọi người đặt hàng cho nhanh thôi nhà em. Và để được đặt hàng nhanh nhất và gửi hàng nhanh nhất thì mọi người nhớ là đặt trên live stream nhà em luôn nhá. Tại vì inbox nhà em thì thường thường nó sẽ rep chậm hơn trên live rất là nhiều đúng không ạ? Inbox nhà em sẽ chắc chậm hơn đấy ạ. Mọi người nhá, giúp em nhá. Đúng rồi Thu Hằng ơi, hàng em sẽ là hàng ôm, hàng ôm. Chị Thỏ Láo Cá, hai áo của em sẽ là 260 nhá. Chị Đỗ Nhung ơi, 130 mà H8, áo len Quỳnh búp bê 130, màu rêu này, màu rêu màu trắng này, rêu trắng khói đen đỏ nhá, 130 này. Chị Đào Quỳnh ơi, chị comment giúp em đi, có 5 màu đấy chị ạ. Chị
Phương Hứa ơi, cho chị hai chiếc nhé, chị comment như chị đang comment phía trên đi giúp em đúng không ạ? 130 mã H8 áo len quần búp bê đi ạ, 130.000 thôi, rất là rẻ rồi. Áo len quần búp bê 130 nhá, 130.000 thôi. Tay ngắn không có vàng chị ạ, 70kg không vừa, chị vui là bay nhá. Chị Khánh Linh ơi, may áo à, không hiểu ạ. Chị Võ Thùy ơi, áo bên em có giá là 130 mã H8 mọi người nhá, H8 áo len quần búp bê này. Áo len quần búp bê, các chị có xem cái bộ phim quần búp bê không ạ? Rất là chị rất là xinh luôn đúng không ạ? Chị Thu Ngân ơi, 45kg mặc cho em size S chị nhá, comment giúp em đi ạ. Chị mà lúng đồng tiền comment giúp em là trên cùng một dòng comment giúp em thì bên em mới chốt được hàng đấy ạ. Các chị mà comment H8 phía trên xong số điện thoại phía dưới thì bên em sẽ không lên hàng đâu ạ. Ôm đúng rồi chị Thu Hằng, ôm ôm đúng không ạ? Các chị có thể xem cái phản hồi nhé, em có cách phản hồi trong cái phần đăng bùm ảnh nhé cho nó nhanh đúng không ạ? Mua hai cái của chị cũng là 30.000 thôi chị nhá. Chị Nguyễn Anna cho chị quần áo comment giúp em mã H8 và số điện thoại mình 130.000 mã H8 thôi ạ. H8 130. Chị Hoa Su Ly lấy H8 comment giúp em như mọi người đang comment nhá. Chị Hồng Loan cũng thế, chị Nguyễn Anna cũng thế là 64 mã XL này, 40-47 mặc size S cho em thôi ạ. Chị Phương Vũ thì size S màu đỏ comment giúp em luôn ạ. Thấy comment của chị cô Tiên nhá, 68 mặc mà không vừa nhỉ, 68 thì nó cũng vừa thôi nhưng mà nó hơi chậm một chút xíu nhá. 130 mã H8 này, áo chị mặc của em có ai mặc có giá 130, áo len quỳnh búp bê 130.000 thôi. Chị Lương Hồng ơi, chị comment giúp em như là chị mà lưu đồng tiền và chị Đan Cơ, mọi người phía trên đang comment đúng không ạ? 50kg mặc size M cho em Thu Hằng nhá. Cú có mã H8 và số điện thoại, các chị đừng hỏi em nhiều, giúp em là đừng hỏi em nhiều. Size sẽ là từ 40 cân tới 65kg với em đó. Nói đều ông chị là size sẽ là từ 40 cân tới 65kg rồi. Các chị mua mã này bên em thì chỉ việc để lại cho em mã H8 số điện thoại thế là xong thôi. Sau đó là các bạn bên em sẽ gọi điện chốt đơn hàng cho chị sau mà, đúng không ạ? Em chỉ là nhân viên la thôi, mọi người lưu ý giúp em nhá. 40 tới 65kg. 40 đến 65kg, 130.000 áo len quỳnh búp bê 130. Bây giờ cứ có mã H8 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện cho nó nhanh mọi người nhá. 130.000 thôi, chị Lan Anh Lê nhá. Chị Dung Hoàng ơi, chị comment giúp em đi ạ, màu đỏ đô của chị đây nhá. Comment giúp em size M này, comment giúp em này. 10 chiếc của em thì ship 30.000 chị Yến Dương nhá. Chị Dung Hoàng ơi, chị comment giúp em như mọi người phía trên đang comment giúp em đúng không ạ? 130.000 áo len quỳnh búp bê, em thấy cái đơn hàng quỳnh búp bê đang lên rất là nhiều từ lên trình đến giờ đấy ạ. Chốt hàng cho chị với. Ok, chị Nguyễn Anna thấy rồi nhá. Đọc chốt thì các chị vẫn cứ đơn hàng bình thường đúng không ạ? Không đọc chốt thì các chị vẫn cứ đơn hàng bình thường. Tại vì là em đang quay máy nhiều thì nó đơn hàng nó sẽ trôi rất là nhanh ấy, và cái comment nó cũng trôi rất là nhanh luôn. Nên thành ra là em không đọc được con comment và em vẫn nhìn thấy comment của mọi người nhá. 130.000 mã H8 ạ. 130 mã H8 áo len quỳnh búp bê nhá. Chị Yến Dương comment giúp em đã H8 và số điện thoại mình luôn nhá. Như là mọi người đang comment phía trên thì nhá. 130 em không đọc chốt đơn hàng thì các chị vẫn cứ đơn hàng bình thường cho nó nhanh đúng không ạ? Bên em có một lần gọi điện chốt nữa cơ mà, có phải tự dưng bọn em gửi hàng đi đâu đúng không ạ? 130 này, chị Uyên Đoàn 130 này, chị Nguyễn ơi 130 này. Ok, chị nhỏ Seru nhá. Chị Thảo Như Nguyễn ơi, H8 màu đen màu đỏ chị comment giúp em như một người đang comment H8 nhỉ? 130 áo len quỳnh búp bê các chị comment giúp em nhá. 130.000 áo len quỳnh búp bê, bên em có tất cả là 5 màu này. 5 màu này. Ok, chị Quỳnh Phương, ok chị Quỳnh Phương ạ. Chị Kim ơi, chị Kim Hồng này. Em có giá là 130.000 một áo len quỳnh búp bê đúng không ạ? Mọi người comment giúp em nhé. Và em thấy đơn hàng quỳnh búp bê đang lên rất là nhiều. H8 từ dễ giờ rồi ạ, 130 thôi ạ. Áo thun cổ là áo nào? Chị Sương Nguyễn Thị là mã nào ạ? Chị mua mã nào bên em ạ? Ok, chị Nguyễn Anna, chị comment giúp em như mọi người đang comment H8. Cho chị một cái máy đọc comment đây thôi em ơi, chị cần. H8 quỳnh búp bê đúng không ạ? Tay dài nhà em thì cũng như thế thôi ạ. Tay dài nhà em đây. Đối với áo len quỳnh búp bê của nhà em thì bên em sẽ có hai loại, đó là loại ngắn tay và loại dài tay nhá. Dài tay và ngắn tay của em màu tương đương nhau đúng không ạ? 130.000 áo len quỳnh búp bê, mọi người comment giúp em nhá. Chị Phượng Nguyễn ơi, chị comment giúp em như chị Tuyết Trinh và mọi người phía trên đang comment đúng không ạ? Chị Hồ Thị Hải ơi, đơn hàng của chị có phía trên rồi ạ, chị comment mã H8 vào số điện thoại thì các bạn bên em lên đơn hàng rồi đấy ạ. Chị nào muốn lấy tay dài comment cho nhà em H8 tay dài cũng bằng tiền nhau hết đúng không ạ? Cứ có mã H8 này và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện các chị và không cần hỏi gì nhiều nhá. 130.000 mã H8 áo len quỳnh búp bê đúng không ạ? H8 bên em có giá là 130.000 một áo thôi đúng không ạ? Size bên em sẽ là từ 40 cân cho tới 65kg đúng không ạ? Size sẽ là từ 40 cân tới 65kg các chị nhá.
chị Oanh Kim ơi, 60kg mặc cho em size XL đúng không ạ? Chị Tiên Tiên, chị mua mã nào bên em thì chị đặt hàng cho nhà em, chị nhớ mua mã nào bên em ạ? Tay dài của em đây ạ. Đây các chị ơi, hàng tay dài bên em xíu nhảy mọi người nhá. Tay dài của nhà em đây, tôi cầm nhiều quá. 130.000 mã H8 thôi ạ, 130 mã H8, các chị comment giúp em nhá. Hàng tay dài của nhà em đây. Đây tay dài của nhà em đây nha mọi người nhá, tay dài đây. H8 tay dài nhà em cũng là tay dài nhà em sẽ bán 140 mọi người nhá. Tay dài 140 còn tay ngắn 130 nhá. Vì cái hàng này bọn em rất là khó nhập luôn, 130.000 thôi, 140.000 áo dài tay, còn ngắn tay của em sẽ là 130 nhá. Đây là giá sale này. Màu khói dài tay đây. 130.000 ngắn tay còn dài tay 140 chị nhá. Đấy. 130 140 nhá chị nhá. Áo len quý búp bê có hai loại, đó loại ngắn tay và loại dài tay. Chị nào muốn mua ngắn tay comment giúp em ngắn tay, còn chị nào mua dài tay comment giúp em dài tay đúng không ạ? 130.000 thôi, ngắn tay thôi ạ. Dài tay của em sẽ là 140 chị Phụng Huỳnh nhá, dài tay 140 đúng không ạ? Chị Trang Nguyễn Thị ơi, 50kg mặc cho em size M nhá. Chị Nguyễn Anna, chị hỏi em từ nãy giờ, chị comment giúp em đi ạ. H8 và số điện thoại của mình thôi, là các bạn bên em sẽ gọi điện sau đúng không ạ? Chị comment mà có mỗi cái áo thôi, 130.000 chị hỏi suốt từ nãy giờ, khổ thật đấy ạ. Size từ 40 cân tới 65kg ạ. 60 mặc XL cho em ạ. Chị Nguyễn Thu comment cho em H8 số thoại, mình cứ có H8 và số thoại các bạn em sẽ đơn mà không cần hỏi gì nhiều đúng không ạ? 130.000 nhá chị, vì em yếu đuối nhá. 130 mà H8 được không ạ? 130 mà H8 các chị comment giúp em ạ. Áo đang mặc của em có giá 130 nhá chị Tiên Tiên nhá. H8 130.000 và size sẽ là từ 40 cân tới 65kg ạ. Cứ có mã H8 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện và không cần hỏi gì nhiều nhá. Dòng dài tay của nhà em đối với áo len màu, ngắn tay của nhà em sẽ là 130, còn dài tay sẽ là 140 các chị nhá. Áo len quý búp bê của nhà em đúng không ạ? Tay ngắn của nhà em là 130. Chị comment cho em như mọi người phía trên đang comment cho em nhé, chị Ban Hoa nhá. Cứ có H8 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện. Phao dáng dài bên em không có, bên em chỉ có phao loại gilê thôi nhá. À có một còn nhà em còn 3-4 mã phao nữa, mọi người sẽ theo dõi nhà em đúng không ạ? V10 còn hàng chị Huyền Ninh Lương ơi. Chị comment giúp em mã V10 số thoại mình nhá. V10 của em là áo len phối gen 140 chị nhá. Áo len phối gen của em là 140 đấy, mã V10. Có màu đỏ đất này. Đỏ đất này, màu đen và màu gì nhỉ? Đó, màu đấy như màu đấy. Mã H8 vào số điện thoại của mình. Size sẽ là từ 40 cân tới 65kg. Ok chị Kiều Thị Yến ơi, chị bóc nhà em luôn chị Kiều Thị Yến nhá, để em kiểm tra hàng của mình đến đâu chị Kiều Thị Yến được không ạ? Chị Vân Xê Vân Nguyễn ơi, chị Kiều Thị Yến nhá. Chị Vân Xê Vân ơi, áo của em thì size sẽ là từ 40 cân tới 65kg đúng không ạ? Size sẽ là từ 40 cân tới 65kg chị ạ. Chị Trung Kim ơi, shop mà bảo bao nhiêu tiền một cái vậy? 130 chị nhá, 130.000 mã H8. Cứ có mã H8 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện các chị và không cần hỏi gì nhiều nhá. Ngắn tay là 130, còn dài tay sẽ là 140, các chị giúp em nhanh chóng được không ạ? Cho nhanh chóng. Hàng dài của nhà em là 140 chị Phượng Nguyễn nhá. Chị Phượng Huỳnh ơi, cho chị ơi em lấy hai cái dài tay, chị comment giúp em H8 số thoại mình đi. Sao làm chị nhờ báo các bạn bên em là lấy ngắn tay hay dài tay cho nó nhanh được không ạ? Cho chị một cái V10 với. Chị ơi chị comment giúp em mã V10 số thoại mình luôn giúp em được không chị? Chị Thúy Lê bao nhiêu một cái vậy? 130.000 nha chị Thúy Lê nhá. Em thấy đơn hàng thì mã H8 thì em vừa xong bán em thấy liên đơn rất là nhiều mã H8 rồi ạ. 130 và size sẽ là từ 40 cân tới 65kg, size 40 cân tới 65kg ạ. Áo len quỳnh búp bê size từ 40 cân tới 65 và giá bên em sẽ là 130.000 một áo nhá. 130.000 một áo. Và đối với dòng này thì nhà em còn thiếu thêm một loại dài tay nữa. Hàng dài tay của nhà em sẽ là hàng dài của nhà em thì sẽ là 140 chị nhá. Đây là hàng dài tay nhà em đây, chất liệu nhà em cũng là len tăm bản to và hàng dài tay. Áo len quỳnh búp bê loại dài tay nhà em là 140.000, còn cái loại ngắn tay sẽ là 130 nhá. Đấy, ngắn tay và dài tay. Còn ngắn tay sẽ là 130 ạ. 130.000, 140.000 thôi ạ. Cảm ơn tất cả mọi người nha. H8 130.000 thôi ạ. Qua mẫu sọc đi em. Sọc là mã nào chị ạ? Qua mẫu sọc đi em ạ. Em sẽ qua sau nhé chị nhá. Chị Loan Phnom Penh đúng không ạ? Xem màu khác đi ạ. Màu khác thì em sẽ like sau. Mỗi một like thì em chỉ like một mã thôi ạ, cho nó nhanh đúng không ạ? Chị Đoan Nhung ơi, vâng ok chị. Nếu mà bên em gọi chốt rồi là bên em gửi hàng đi hết rồi. Chị Đoan Nhung nhá, hay chị không nghe máy lên bu tá là không giao hàng của chị được, chị Đoan Nhung nhá.
Chị Ngân Kim ơi, 130.000 thôi ạ. Dài tay của nhà em sẽ là 140 chị ạ. Dài tay là 140, còn ngắn tay sẽ là 130. Màu khác em sẽ live stream sau nhá. V10, V10 của nhà em thì xem lại live cũ của nhà em. Hôm nay em không có ở đây nhá chị Huyền Ninh Dương đúng không ạ? Mã áo len Quỳnh Búp Bê mã H8 đúng không ạ? Mọi người chốt nhanh em mã H8 mọi người nhá. Size sẽ là từ 40 đến 65 và bên sẽ có tất cả là 5 tông màu, đó là màu trắng này, màu trắng này, màu khói ạ, màu đen này, màu đỏ đô, giá 130.000 một áo ạ. Em xin nhắc lại tất cả những chị vào sau là mã H8 của em có giá 130.000 một áo nhá. Size sẽ là từ 40 cân tới 65 kg và cứ có mã H8 và số điện thoại thôi là các bạn bên em sẽ gọi điện cho nó nhanh đúng không ạ? Chị Hoa Phạm ơi, 53 kg mặc cho em size M nhá. Giá bên em 130, chị Nguyễn Thị Ngọc Bích giá 130, rất là đẹp luôn, rất là rẻ rồi các chị ạ. Chất liệu vải bên em đây, chất liệu len tăm nhá và bản to luôn nhá. Em thấy đơn hàng mã H8 rất là nhiều rồi từ lên giờ đi ạ. Nào bây giờ còn chị nào muốn chốt cái H8 chốt luôn hết nhà em mã H8 luôn đúng không ạ? 130 nhá. Cảm ơn chị Thủy Ngô, chị Đào Huỳnh, chị Thu Luận này, chị Oanh Kim Nguyễn này, chị nhà hàng Lan Anh này, chị Thanh Thanh Tâm chốt hàng tất cả mọi người mã H8 đúng không ạ? Chị Thúy Hằng Nguyễn ơi, cho em ở ngoài Hà Nội và bên em giao hàng trên toàn quốc chị ạ. Chị nào muốn lấy dài tay sẽ là 140, còn ngắn tay sẽ là 130 nhá chị nhá. S nhá chị Thảo Ngô, chị comment giúp em mã H8 và số điện thoại của mình như mọi người đang comment đúng không ạ? Không nhá chị Hoa Cát nhá. Bên sẽ tư vấn cho chị sau nhá, tư vấn size chị sau đúng không ạ? Chị comment giúp em mã H8 130 đi ạ. Bên có bán sỉ từ 20 trở lên nhá chị Thủy Ngô nhá. À chị Hoài Kiên nhá, 45 mặc size S cho em cho đẹp nhá chị Hiền Kim nhá. Chị Nga Hoàng 65 mặc cho em size XL chị Nga Hoàng nhá. Cứ có mã H8 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện và không còn hỏi gì nhiều nhá. 130 ạ. Chị Huyền Anna, đơn hàng của chị em nhận cho chị rồi nhá. Chị comment một lần thôi, comment hai lần sẽ bị trúng đơn hàng đấy ạ. Chị Thúy Hằng Nguyễn ơi, xem ở ngoài Hà Nội ạ. Và bên em giao hàng trên toàn quốc chị nhá. Cảm ơn chị Hoa Phạm Vân Seven ạ. Chị Anh Kim ạ. Ok chị Đào Huỳnh, chị lấy ngắn tay, chị comment giúp em mã là H8 và kèm theo cái số điện thoại của mình trên cùng một dòng thư em như mọi người đang comment đúng không ạ? Đây chị ơi, áo bên em nhận em sẽ như này nhá. Đây ạ. Cái áo sẽ như này nhá. Chúng em bên live show vin lại cho mọi người nhá. Chị Hồng Ngân thấy comment của chị Hồng Ngân rồi ạ. Chị Nguyễn Anna cảm ơn chị ạ. Chị Đào Quỳnh muốn lấy H8 ngắn tay, comment giúp em mã H8 và số điện thoại của mình như mọi người đang phía trên đang comment đúng không ạ? Có kiểu khác thì em sẽ live stream sau đúng không ạ? Em ở ngoài Hà Nội và show em giao trên toàn quốc anh Trung Dũng nhá. Chị Kim Tâm ơi, giá của em sẽ là 130 chị Kim Trâm ạ. Cảm ơn chị Hoa Phạm nhá. H8 130 áo len Quỳnh Búp Bê ạ. Còn chị nào muốn chốt thì chốt luôn cho nhà em mã H8 130.000 đúng không ạ? 130 chị Trâm hit nhá. Mã H8 130 chị Mỹ Dung 130 ạ. Size sẽ là từ 40 đến 65 kg chị Mỹ Dung nhá. Chị gà tươi em 130 mã H8 chị gà tươi nhá. Cứ có H8 và số điện thoại là bên em sẽ gọi điện chốt hàng các chị sau đúng không ạ? Chị Lan Lan cảm ơn chị. Dài tay của nhà em vừa giơ xong rồi chị Hồng Ngân nhá. Dài tay của em sẽ là cũng là 140 nhá. Ngắn tay 130 còn dài tay sẽ là 140 ạ. Đây dài tay nhà em đây, có đủ màu luôn. Đủ màu y hệt như là cái màu ngắn tay nhá. Hàng dài tay bên em thì cũng đủ màu luôn đúng không ạ? 40k 2 chiếc chị xí muội vào hơi muộn nhá, chị vào hơi muộn rồi đấy ạ. Và em hay bắt đầu chương trình đi chị. Áo xanh của em mã H8 Quỳnh Búp Bê là 130 chị Phạm Ngân nhá. 130 chị Phạm Ngân này. 130 chị 130 chị gà tươi này, chị Thanh Thảo 130 này. 130.000 ạ. Chị Hồng Ngân là dài tay của em sẽ là 140 còn ngắn tay 130 này. Chị Tinh Nhan một cái của em sẽ là 130 này. Một 30 các chị nhá. Chị Loan và Long Banh ơi, H10 bên em sẽ là 150.000 ạ. Chị nào muốn mua H10, H10 của em sẽ là 150 chị nhá. H10 150. Dài tay màu trắng. Đấy chị dài tay màu trắng cho các xem. Dài tay màu trắng của em. Ngắn tay của em sẽ là 130 còn dài tay sẽ là 140 đây ạ. Dài tay màu trắng của nhà em đây chị nhá. Đây ạ, dài tay màu trắng của nhà em đây ạ. Dài tay trắng nhà em đây 140, còn ngắn tay sẽ 130. Cứ có mã H8 và số điện thoại thôi là các bạn bên em sẽ gọi điện ạ. Chị nào mà comment với trên chị Nguyễn Thị Hằng ạ, 130 chị nhá. 40k 2 chiếc của em hay bắt đầu hành trình chị Thanh Thảo, chị vào hơi muộn ạ. 40 đến 65 kg chị Phạm Thanh nhá. Dài, đây chị ơi, chất liệu nhà em chất liệu len tăm chị ạ. Chị Nguyễn Thị Thắng ơi, chị có thể comment lại giúp em như là chị Ngọc Lan Lê và chị Nga Hoàng đang comment là mã H8 và số điện thoại đúng không ạ? Đấy, chị comment nhưng mà lại đơn hàng của chị lại có số điện thoại rồi nhưng mà lại không có mã H8 nên chị giúp em là comment lại chị nhá. Chị Hương Tuyết, vâng ạ, chị Hương Tuyết giúp em comment lại nhá. H8 và số điện thoại mình luôn, 40 kg mặc cho em size S ạ. Chị gà tươi 60 mặc XL cho nhà em nhá. Cứ size
từ 40 cân tới 65 kg thì bên em có size để cho nhanh đúng không ạ? Bên em sẽ có tất cả là 5 màu. Đỏ đô. Đỏ đô đen ạ. Và màu khói này, đỏ đô đen khói trắng ạ. Em có nhá, hàng đấy là của em 180.000 chị lưu luyến nhá. Hàng body mà len này là 180, cũng có màu rêu đấy. Cái mã cũng có màu rêu đấy. Và cổ của Ba Phân chị nhá. Chị xem trên cái trang chủ nhà em up nhá. Chị Phương Chi 28130 cảm ơn chị ạ. Chị comment giúp em mà 28130 giúp em nhá và số điện thoại mình luôn ạ. Chị Phạm Huệ ơi 54 kg mặc cho em size L nhá. Comment giúp em theo đúng cú pháp H8 và số điện thoại của mình để được lên đơn hàng cho mình thành công đúng không ạ? Chị Vinh Nguyễn Vinh ơi 130 mã H8 chị nhá. Mã H8 của em có giá là 130.000, size sẽ là từ 40 cân tới 65 kg. Và màu bên em sẽ có tất cả là 5 màu, đó là màu đen, màu đỏ đô, màu rêu, màu trắng, màu khói ạ. Len của nhà em sẽ là len rất là đẹp luôn, chị Nga Đinh này đây. Chị nào mua hàng quen nhà em rồi thì biết đi nào thôi, em không giải thích nhiều đúng không ạ? Chị Võ Phương ơi 130, chị Phương Chi comment giúp em mã H8 và số điện thoại mình luôn đi ạ. Chị cùng một dòng comment giúp em nhá. Áo đang mặc của em là màu rêu, chị đang tình nhá, màu rêu đúng không chị? Cảm ơn chị Kim Tiến Trần, chị Ngân Kim, chị Loan Phnom Penh này. Chị Phương Chi ơi, đúng rồi ạ. 50kg size M, comment giúp em mã là H8 và số điện thoại mình chỉ cùng một dòng giúp em đúng không ạ? Mã H8 của em có giá là 130.000 một áo, áo len quỳnh búp bê. Chị nào muốn mua mã này thì để lại cho nhà em mã H8 và số điện thoại. Và cái mã H8 này đầu chương trình với em chốt và các chị lên đơn hàng mã H8 rất là nhiều rồi đấy ạ. Và bây giờ là cuối chương trình rồi, còn chị nào muốn chốt nữa cái mã H8 không thì chốt luôn chị nhà em mã H8 luôn mọi người nhá. Chị gà tươi ơi, vâng ạ, của chị là hai ngắn tay đúng không ạ? Một ngắn tay và một body màu xanh rêu đúng không? Ok, chị comment giúp em đi ạ. Chị comment giúp em như mọi người đang comment phía trên chị nhá. Đỏ đô này. Đỏ đô ạ, đen ạ, 130.000 mà H8 áo len quỳnh búp bê ạ. Chị Thi Ba Song xin chào ạ. Chị Nguyễn Thị Khuyên ạ, vâng ạ, chị Nguyễn Cơ ạ, chị Ngân Kim ạ, chị Kim Liên Trần cho nào tất cả mọi người ạ. Size sẽ là từ 40 cân tới 65 kg và bên em sẽ có tất cả là 5 màu ạ. Đó là màu đen này, màu đỏ đô này, màu rêu ạ, màu trắng ạ và màu khói ạ. Đúng không ạ? Cứ có mã H8 và số điện thoại thôi là các bạn bên em sẽ gọi điện các chị sau nhá. Em chỉ là nhân viên live thôi ạ. Mọi người chốt được nhanh giúp em nhá. 130.000 mã H8 ạ, 130 mã H8. Chị Huệ Sơn ơi, Phạm ơi 130 ạ. Chị Nguyễn Phương ơi, màu của em sẽ có tất cả 5 màu ạ. Đó là màu đỏ đô, màu đen, màu khói, màu rêu, màu trắng ạ, có 5 màu ạ. Chị Ninh Trinh xin chào ạ. 130 mã H8 nào, còn chị nào muốn chốt cái mã H8 thì chốt luôn cho em mã H8 luôn được không ạ? 130.000 ạ. Đầu chương trình thì nhà em có chốt cái mã H8 này rất là nhiều rồi và bây giờ là cuối chương trình rồi ạ. Nên bây giờ còn chị nào muốn chốt cái mã H8 này thì chốt luôn cho nhà em mã H8 để em kết thúc live được không ạ? H8 130 ạ. Chị Linh Sử nữa ơi, thấy comment của chị rồi nhá. Chị Vũ Phương 61 kg mặc cho em size XL đúng không ạ? Ship của em Hà Nội 25.000, còn đi các tỉnh là 30.000, mua 3 cái hay 4 cái cũng là 30.000 thôi chị ạ. Cảm ơn chị Gà Tươi nhá, chị Đăng Trinh, chị Phan Mỹ Nương này. Chào tạm tất cả mọi người luôn. Nhưng mà chị Dung Trinh ơi, chị có thể comment lại giúp em như là chị Phan Mỹ Nương comment không ạ? Chị comment có số điện thoại rồi, màu rêu đen rồi nhưng mà chị lại không có mã H8 ạ. Chị cho em comment lại chị nhá. 130 này. Chị comment giúp em như là chị Nguyễn Hà và chị Phan Mi Vương đang comment và chị Trang Nguyễn đang comment, chị Mỹ Dung đang comment đi ạ. 130 mã H8 ạ. 130 mã H8 áo len quỳnh búp bê nhá. Chị Ngọc Hoa comment giúp em mã H8 và số điện thoại mình luôn đúng không ạ? Phải có mã H8 và số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em thì bên em mới lên đơn hàng được đúng không ạ? Chứ các chị mà comment có luôn màu khói, màu số điện thoại thì đơn hàng sẽ bị trôi đơn đấy ạ. Tại vì bên em thường lọc theo phần mềm, bên em không làm bằng tay nó rất là lâu rồi mọi người nhá. Chứ bây giờ mấy nghìn bình luận thế làm sao mà em lọc được hết comment đúng không ạ? Nên mọi người giúp em là muốn mua cái mã này thì để lại cho nhà em phải đủ cú pháp nhá. Là mã H8 và số điện thoại của mình phải trên cùng một dòng comment giúp em đúng không ạ? Chị Võ Phương ơi, chị comment giúp em như là chị ở phía trên đang comment đi ạ. Chị Chuyên Thảo cũng thế, comment số điện thoại nhưng comment nhưng mà lại sai cú pháp rồi đấy ạ. Chị giúp em comment lại nhá. Chị Thanh Loan 60kg mặc cho em size XL nhá. Chị Thanh Loan thấy comment của chị rồi ạ. Phải có H8 và số điện thoại đấy ạ thì bên em mới lên hàng được đấy ạ. Phải có H8 và số điện thoại nhá. Vâng, ok, chị Phương Chi này, chị Kiều Hoa ơi, đúng rồi ạ. Comment giúp em như các chị phía trên đang comment giúp em chị Phương Chi nhá. Chị Thanh Loan comment đi để em trả lời câu hỏi của mình đúng không ạ chị Thanh Loan nhá. Mã H8 bên em size sẽ là từ 40 cân cho tới 65 kg ạ. Bên em có tất cả là 5 màu, đó là màu rêu, màu đỏ đô, màu trắng và màu đen. Những chị vào sau em xin nhắc lại là mã H8 có giá 130 này. Cảm ơn chị Thu Hoài, chị Thảo My Trần, chị Đăng Trình này, chị Kiều Hoa này, chị Ninh Trinh chốt hàng tất cả mọi người mã H8 tiếp theo đúng không ạ? Chị Hồ M Dung ơi, H8 130 này. Màu xám của em đây, chị đây là màu xám của nhà em này. Đây ạ, màu xám bên em nhảy nhá mọi người nhá. H8 phải có H8 và số điện thoại. Chị Thanh Loan ơi, chị comment giúp em mã H8 và số điện thoại mình. Cảm ơn chị.
chị luôn, có đơn hàng của chị rồi. Chị Ánh Nga ơi, chị 40k 2 chiếc là bọn em thường bắt đầu chương trình nhá. Chị hôm nay chị vào hơi muộn đấy ạ, chị vào hơi muộn nhá. Cảm ơn chị Hoa Mây Tờ này, chị Phạm Huệ, chị Gà Tươi này, chị Võ Phương này, chị Duyên Nguyên này, chị Nguyễn Hoa này, chị Thanh Loan này, cho nào tất cả mọi người cho tiếp theo mà 28 tiếp theo đúng không ạ? 130 mà 28 mọi người comment nhanh giúp em mà 28 nhá. Đối với mã 28 bên em sẽ có size từ 40 cân tới 65 kg, giá 130.000 mã 28 nhá. Cảm ơn chị Ngọc Hoa 28 tiếp theo ạ. Chị Ngọc Hoa comment một lần thôi, em thấy thế nào chị rồi nhá. Chị Đỗ Ngân ơi, bao nhiêu tiền một cái? 40.000 hai chiếc là bọn em hay bán được ứng trình với giá khuyến mãi, chị vào hơi muộn ạ. Cảm ơn chị Lọ Lem này, cảm ơn chị Ngọc Hoa này, cảm ơn chị Phạm Huệ này, chị Thảo Triệu Bích ạ, cho hàng tất cả mọi người luôn ạ. Chị Hạnh Nương ơi, 58kg mặc cho em size XL cho thoải mái luôn nhá. Chị comment giúp em mã 28 và số điện thoại của mình đi ạ. 130.000 mã 28 thôi, áo len Quỳnh Búp Bê đúng không ạ? Mọi người có xem cái bộ phim mà Quỳnh Búp Bê không ạ? Cảm ơn chị Minh Chuyên, chị Thanh Tuyền, chị Phương Chi, chị Ninh Đào, chị Hạnh Nương, cho hàng tất cả mọi người ạ. Chị Hảo Nguyên, cho hàng tất cả mọi người luôn nhá. Em cảm ơn chị Tuyết Trinh 28 tiếp theo, cho hàng tất cả mọi người ạ. Đối với dòng ngắn tay của nhà em sẽ là 130, còn dài tay của em sẽ là 140, các chị lưu ý giúp em đúng không ạ? Tại vì cái hàng này rất là khó nhập hàng luôn mọi người nhá. Chất liệu vải thì chị là mua quen nhà em rồi thì biết chất liệu vải như nào rồi đúng không ạ? H8 áo len Quỳnh Búp Bê nha mọi người nhá. Không vừa bên em cho đổi size bình thường thoải mái luôn các chị nhá. Không vừa bên em sẽ có chính sách đổi hàng cho khách đúng không ạ? Chị Nguyễn Nga ơi, của nhà chị mặc cho em size S nhá. Chị muốn lấy chị comment giúp em mã là H8, nhưng mọi người phía trên đang comment mã H8 đúng không ạ? 130 mã H8 ạ. H8 130.000 mã H8 mọi người nhá. Cảm ơn chị Tuyết Trinh, chị Trang Nguyễn này, chị Thúy Hoạnh là mã H8 tiếp theo ạ. Chị Nguyễn Nga comment giúp em H8 vào số điện thoại như mọi người phía trên đang comment giúp em đúng không ạ? Chị Anh Bùi ơi, bao nhiêu một áo với em? 130 chị ạ. 130.000 mã H8 áo len Quỳnh Búp Bê đẹp, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Áo H8 áo len Quỳnh Búp Bê 130.000 thôi ạ. Đang mặc trên người em đây, hiện tại là màu xanh rêu nhá, màu rêu này. Màu rêu 130 mã H8 áo len Quỳnh Búp Bê, còn chị là muốn chốt thì để lại cho nhà em theo cú pháp. Mã là H8 và kèm theo cái số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em được không ạ? Cảm ơn chị Thủy Hành nhá, chị Nguyễn Nga, H8. Chị Phạm Bích Ngọc ơi, giúp em ở ngoài Hà Nội và bên em giao hàng trên toàn quốc chị nhá. Chị Minh Chuyên ơi, chị lấy màu xám size L cho em xin số điện thoại mình như mọi người phía trên đang comment đi ạ. H8 130.000 thôi ạ. Ngắn tay là 130, còn dài tay sẽ là 140 nhá. Dài tay của em cũng màu tương đương như màu này luôn, khác mỗi là có màu vàng dài tay thôi, còn ngoài ra tương đương các màu nhau hết đúng không ạ? Ngắn tay dài tay tương đương nhau hết. Cảm ơn chị Thủy Hành nhá, cảm ơn chị Hà Nguyễn, cảm ơn chị Duyên Duyên này. Chị Minh Chuyên ơi, H8 màu xám size L comment giúp em mà H8 vào số điện thoại mình như mọi người phía trên đang comment đi ạ. 130.000 thôi ạ. Em xin nhắc lại nhá, mã H8 của em này có giá là 130.000 một chiếc, size sẽ là từ 40 cân cho tới 65 kg. Đối với mã H8 áo len của Búp Bê của nhà em thì sẽ có tất cả là 5 màu. Đó là màu trắng này, màu xám này, trắng bằng màu khói này, màu đen này, màu đỏ đô nhá. Chị nào mà người gầy thì mặc các màu tông màu rêu này, màu đỏ đô này, màu trắng này, màu xám này. Còn chị nào mà người mập ấy thì các chị có thể mặc sang những cái tông màu như màu tối, màu như màu đen của nhà em đây. Đấy, rất là đẹp luôn. Chị Duyên cầm mấy H8 màu rêu comment giúp em mã H8 và số điện thoại mình đi ạ. Em không đọc trước đơn hàng thì các chị vẫn có đơn hàng bình thường nhá. Cảm ơn chị Thúy Hành, chị Hà Nguyễn, chị Phương Chi rồi đi ạ. H8 130 ạ. 130.000 mã H8, mọi người comment nhanh giúp em mã H8 nhá. Ngắn tay của em sẽ là 130, còn dài tay của em sẽ là 140 nhá. Dài tay của em cũng là tương đương màu như ngắn tay thôi đúng không ạ? Chị Phan Minh Đương ơi, chị lấy H8 xanh rêu đen, chị comment giúp em mã H8 và số điện thoại của mình như mọi người phía trên đang comment đúng không ạ? Chị Đào Việt mặc 1m56, nặng 58kg, mặc cho em size XL cho thoải mái, em trả lời chị hai lần thứ hai rồi ạ. Chị Duyên Cao ơi, mình cao 1m65, nặng 50, mặc size M cho em, comment giúp em mã H8 và số điện thoại mình luôn nhá. Dài tay của em có hàng nha chị Phạm Thị Vinh nhá. Dài cái tay của nhà em đi ạ. Dài tay của nhà em có đủ màu luôn nhá. Dài tay của nhà em có đủ màu như loại ngắn tay luôn đúng không ạ? Cảm ơn chị Hảo Nguyễn nhá. H8 dài tay của nhà em thì màu cũng tương đương như ngắn tay các chị nhá, tương đương màu thôi ạ. Nó khác mỗi là cái loại dài tay nhà em thì nó sẽ có loại màu vàng đất mọi người nhá. Đây là dài tay nhà em đây. H8 dài tay tương đương màu nhau hết đúng không ạ? Ngắn tay là 130, còn dài tay sẽ là 140 ạ. Chị Nguyễn Hương ơi, chị lấy cho comment giúp em như là các chị phía trên đang comment mã H8. Đầu chương trình nhà em chốt cái mã H8 này dạ, quá là nhiều rồi đấy ạ. Mà bây giờ là gần cuối chương trình rồi, nên còn chị nào muốn chốt cái mã này thì để lại cho nhà em nhá, cái mã H8 và số điện thoại của mình luôn đúng không ạ?
có chị Hoa Khanh nhá, chị Ngọc Hoa này, chị Duyên Cẩm, chị Phương Bích ơi, 54kg thì mặc cho em size L, chị Phương Bích nhá, size L cho em. Chị Thương Lê Lê ơi, 130 mà H8 được không ạ? 130.000 mà H8 nhá, cho chị xem mẫu dài tay không ạ? Dài tay của nhà em thì có đủ các màu chị nhá. Dài tay của nhà em sẽ có đủ các màu như màu này luôn, y hệt luôn, không khác tí gì đâu ạ. Màu tương đương nhau, chẳng qua bây giờ là nó nặng em không cầm được ấy. Còn màu rêu đây, 130.000 mà H8 nhá chị nhá, 130 mà H8 này. Đây, áo len dài tay của cô B nhà em, đây là dài tay nhà em đây. Dài tay nhà em đây, hàng dài tay nhá. Đỏ đô cũng thế luôn, đỏ đô cũng như tương đương nhau mọi người nhá. Ngắn tay là 130, còn dài tay sẽ là 140 ạ. Chị Nguyễn Thị Hương ơi, đỏ đô của nhà em đây chị nhá, đỏ đô của nhà em đây ạ. Chị làm một lấy cái mã này thì comment nhanh giúp em để tắt like bây giờ mọi người nhá. 54 mặc size L chị Phượng Bích này. Chị Hoa Lily 130 mà H8 ạ. Cọc tay của em là 130, còn dài tay sẽ là 140 nhá. Chị Hoa Đinh ơi, cho chị xem các mẫu dài tay vừa cho chị xem xong rồi ạ. Chị Nguyễn Sĩ Quân ơi, cọc tay của em sẽ là 130.000. Các chị chốt nhanh cho em để tắt like bây giờ luôn đúng không ạ? 130 mà H8, áo len quần búp bê nhà em ạ. Cảm ơn chị Thảo Nguyễn nhá. Chị Lê Tiềm 130 mà H8 được không ạ? Len có mẫu khác được không? Len thì em có nhiều mẫu lắm ạ. Chị xem trên live trang chủ nhà em nhá. Chị Nga Đinh đúng không ạ? Có rất là nhiều mã khác, có mã rất là nhiều mã đấy ạ. Riêng dòng len thì em thì chuyên len cũng nhiều ấy. Cảm ơn chị Thanh Hiếu Thảo nhá. 70 không có sai, chị Hoàng Thị Trinh nhá. 40 thì 65 thôi ạ. Cảm ơn chị Phương Chi nhá. Chị Hà Nguyễn, chị Thanh Hiếu Thảo này. Chị Nguyễn Thủy ơi sai. 130 chị ạ. 130.000 mà H8 thôi ạ. H8 quỳnh búp bê, áo len quỳnh búp bê của nhà em có giá là 130.000 một áo. Còn chị làm một chốt nữa không thì để lại cho em thật đúng cú pháp nhá, mã H8 và số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em để em đơn hàng các chị đúng không ạ? Đầu chương trình thì em chốt cái mã này rất là nhiều rồi, bây giờ cuối chương trình và chuẩn bị em like, kết thúc like rồi. Nên mọi người còn chị làm đặt cái mã này thì comment luôn nhé, mã H8 và số điện thoại của mình nhá, trên cùng một dòng giúp em đúng không ạ? Để em tắt like bây giờ nhá. Dài tay là 140, còn ngắn tay sẽ là 130 ạ. Ngắn tay 130, còn dài tay sẽ là 140 nhá. Cảm ơn chị Trần Tố Loan nhá, chị Thảo Nguyễn 1m6 mặc cho em size M chị ạ. Chị mặc cho em size M thì Thảo Nguyễn nhá. Chị vì tiền gian khổ ơi, 140k thưa chị lấy dài tay đúng không chị? Chị comment giúp em là mã H8 và số điện thoại của mình như mọi người phía trên đang comment đi ạ. Chị Loan Mai ơi, còn màu trắng không? Màu trắng ngắn tay dài tay, chị đây màu trắng ngắn tay, còn dài tay có hàng dài tay luôn đúng không ạ? Ngắn tay là dài tay toàn bộ có hết nhá chị nhá. Ngắn tay dài tay có hết luôn. 130.000 mã H8 áo len quỳnh búp bê nhá. Cho mình màu trắng và rêu dài tay. Comment giúp em nhá chị Nga Đinh như mọi người phía trên đang comment đúng không ạ? Ok chị Thảo Nguyên nhá. Chị Trần Tố Loan này. Chị Phương Chi này. Chị Vân Nguyễn Thị Hồng này, chị Thanh Loan này. Hai đen một ngắn một dài size XL. Ok, chị comment giúp em mã H8 số điện thoại mình. Chị Vân Nguyễn Thị Hồng mặc cho em size XL nhá, chị comment giúp em như mọi người phía trên đang comment nhá. Áo len quỳnh bê. Chất liệu bên em thì chất liệu sẽ là chất liệu len đây. Chất liệu len. Len tâm và bảng to nhá. Len tâm bảng to đúng không ạ? Rất là đẹp luôn, đỏ đô. Khoảng 3 tới 4 ngày thôi anh Loan nhá, 3 4 ngày nhận hàng luôn cho em được không ạ? 3 tới 4 ngày thôi. Chị Út Bi ơi, giá bên em là 130.000 nhá. Sỉ của em thì mua từ 20 trở lên, chị Quỳnh Lam Nguyễn đúng không ạ? 130.000 mã H8 áo len quỳnh búp bê. Bây giờ còn chị nào muốn chốt nốt cái mã này không thì chốt luôn chị nhà em nhá, để tắt like bây giờ đúng không ạ? Cảm ơn chị Nguyễn Lam nhá, H8. Nào bây giờ còn chị nào muốn chốt nốt cái mã H8 được không, để tắt like mọi người nhá. Cảm ơn chị Thùy Phương, H8, chị Nguyễn Lam tiếp theo ạ. Có chị Nguyễn Khánh Vi ơi, chị có comment cho nhà em đi ạ. 40 cân đến 65kg. Chất liệu vải bên em rất sexy luôn mọi người nhá. Áo này nó đẹp bởi vì sao? Nó đẹp bởi vì là cái form áo nhà em rất là sexy luôn. Nó bó ôm mọi người. Dáng bên em rất là form ôm mọi người nhá. Form ôm nên thành ra nó rất là đẹp luôn. Rất sexy, rất là đẹp luôn. Cứ có mã H8 và số điện thoại thôi là các bạn bên em sẽ lên đơn hàng các chị sau đúng không ạ? Cảm ơn chị Nga Đinh nhá, chị Thúy Phương cảm ơn chị ạ. Chị Thành Hiếu Thảo ơi, Hà Nội thì là khoảng 25.000 thôi chị nhá. Chị ở Ba Vì ngoại thành là 30.000 rồi chị ạ. Ngoại thành 30.000, mua hai cái cũng là 30.000 thôi, nó không đáng bao tiền đâu ạ. Chị Trúc Diễm Tôn ơi, mặc cho em size XL, chị Trúc Diễm Tôn nhá. Chị muốn lấy chị comment giúp em mã là H8 và số điện thoại của mình như mọi người phía trên đang comment đúng không ạ? 130. Và hiện tại thì đang mặc trên người em đây, hiện tại là màu xanh rêu nhá. Màu rêu rất là đẹp và rất là lạ luôn mọi người nhá. Màu rêu thì là vô cùng đẹp luôn ạ. Áo này đẹp nhất là cái màu rêu, màu đỏ đô ấy nhá. Rêu đỏ đô và cái mã này trước nhà em bán từ số lượng rất là dã man rồi. Mọi người có xem like nhà em không ạ? Đã xem rồi biết như nào đúng không ạ? Em không giải thích nhiều mọi người nhá. Áo len quỳnh búp bê đang rất là hot luôn đấy ạ. Chị Phương Tuyền ơi, 130 ạ. 140 là loại dài tay chị Thảo Huyền nhá. 140 là loại dài tay ạ. Cảm ơn chị Đặng Thanh nhá. Em không đọc chốt đơn hàng thì các chị vẫn có đơn hàng bình thường mà H8 đúng không ạ? Áo len quỳnh búp bê nhá.
má 28 luôn. Cảm ơn tất cả mọi người má 28 nhá. Chị Diễm Lê ơi, 130 má 28 này. Chị Hà Ruby ơi, H8 130.000 đúng không ạ? Tí lên like, lên vài tay chị. Kiểu khác thì em sẽ like sau nhé chị ở Nga Đinh. Tại vì em đang chốt cái má này rất là nhiều, mọi người đang chốt rất là nhiều ấy. 130 má 28 ạ. Các chị chốt nhanh cho em má 28 nhá. Cảm ơn chị Phượng Bích, chị Khánh Vân này, chị Hương Còi này. Chốt hàng tất cả mọi người luôn. Chị ơi, dài tay của nhà em đi ạ. 65 mặc cho em size XL chị Nguyễn Lan nhá. 65kg mặc cho em size XL đúng không ạ? Hàng dài tay nhà em đi ạ. 70kg mặc hơi chật đấy chị ạ. 70kg nó thật là hơi chật chị ạ. 50kg mặc size M. Bây giờ các chị giúp em nhá. Em chuẩn bị tắt like bây giờ ấy. Cứ có mã H8 và số điện thoại thôi là các bạn bên em sẽ gọi điện sau luôn. Các chị mua hàng cho nó nhanh, tại vì cái áo nó không đáng bao tiền cả, nó chỉ có 130.000 thôi, nó rất là rẻ. Đây giá này, giá em chạy số lượng mọi người nhá. Đây ạ. Đây là loại dài tay nhà em nhá. Loại dài tay đây. Rêu dài đây. Dài tay nhà em đây, 130. Ngắn tay là 130, còn dài tay sẽ là 140 chị nhá. Ngắn tay 130, dài tay 140 đây, dài tay nhà em đây. Dài đây. Chị Su đi comment giúp em nhưng mọi người phía trên đang comment đi ạ. 130. Áo len quần búp bê có hai loại, ngắn tay loại dài tay nhá. Ngắn tay và dài tay ạ. Comment giúp em thì đúng cú pháp nhá. Má H8 và số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em thì các bạn bên em sẽ đơn hàng đúng không ạ? Đây này. Chị Thảo Huyền cũng thế, chị giúp em comment lại má 28 cho mọi người phía trên đang comment được không ạ? Chị comment thì số điện thoại thì có rồi đấy, nhưng mà lại cái mã này không có chị. Phải có má 28 vào số điện thoại như mọi người đang comment đi ạ. Đây là chị Chảnh Bé cũng thế, comment lại không có má 28 thì giúp em comment lại Chảnh Bé nhá. 28 vào số điện thoại trên cùng một dòng comment thì bên em mới lên hàng được nha. Chị Trang Nguyễn ơi, chị comment giúp em như mọi người phía trên đang comment giúp em nhá. Ngắn tay và dài tay bên em đều có hàng hết các chị nhá. Hai loại ngắn tay và dài tay đi ạ. 30, dài tay 140. 40k 2 trước chị Dung Vũ ơi, chị vào hơi muộn nhá, chị Dung Vũ nhá, chị mời chị vào hơi muộn này. Nhà em thường bán cái giá là 40k bán đầu chính thôi chị ạ. Bán đầu thôi nhá. Yeah. 50kg chị Lan Lan mặc cho em size 50kg mặc size M thôi cho xinh. Comment giúp em mã H8 vào số điện thoại lịch trình của một dòng của em đi ạ. Nào bây giờ còn chị nào muốn chốt cái mã H8 nó không thì chốt luôn cho em mã H8 để tắt like bây giờ mọi người nhá. Đầu chương trình bọn em chốt cái mã rất là nhiều, bây giờ cuối chương trình em chuẩn bị tắt like rồi nên mọi người muốn mua cái mã này thì để lại cho nhà em theo đúng cú pháp là mã H8 và số thoại mình 40.000 hai chiếc là chị Thảo Ly vào hơi muộn ạ. Và em hay bán đầu chương trình, bán đầu chương trình đấy chị nhá. Chị vào hơi muộn đấy ạ. 130 ạ. 130.000 mã áo len quỳnh búp bê nhá. Áo len quỳnh búp bê 130 đúng không ạ? Chị Nhật Linh 130 này. Chị Nguyễn Thị Huyền 28, chị comment giúp em vào số điện thoại trên cùng một dòng giúp em nhé chị Nguyễn Thị Huyền nhá. Có mã H8 vào số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện sau, em chỉ là nhân viên line thôi ạ. Cảm ơn chị Hà Ruby, chị Phương Vũ này, chị Đinh Hoàng Minh Tân ạ, cảm ơn chị ạ. Chị Dung Vũ comment giúp em như mọi người phía trên đang comment nhỉ. Cảm ơn chị Hiếu Tình ạ. Em thấy đơn H8 đang lên rất là nhiều rồi ạ. Từ đầu chương trình là lên H8 rất là nhiều mọi người nhá. Chị Dung Vũ ơi, chị comment giúp em mã H8 vào số điện thoại như mọi người phía trên đang comment giúp em được không ạ? 130.000 mã H8 áo len quỳnh búp bê 130 ạ. Chị Hiền Thân Thị ơi, sao chị chưa cho em giao áo cho em à? Chị mua má nào bên em gửi hết hàng đi rồi chị Hiếu Thân Thị nhá. Gửi hết các má đi rồi đấy ạ. Chị Hà Ruby cảm ơn chị nhá. Chị Nhi Na Bi, chị Nguyễn Ngân ơi comment giúp em như mọi người đang comment má H8 được không ạ? 130.000 một chiếc nhân với 2 cho nhà em chị Dung Vũ nhá. Chị vào hơi muộn đấy nhá chị Dung Vũ, thường thường bọn em bán cái giá 40.000 hai chiếc bán đầu công trình thôi nhá. Và quay số vào ai thì sẽ được thôi ạ. Và sẽ còn sự may mắn nữa ạ. Hoàng Lý Đen comment giúp em lá mã mã là H8 và số điện thoại. Như là mọi người phía trên đang comment giúp em để tắt like bây giờ đúng không ạ? H8 130 áo len quỳnh búp bê ạ. 130.000 thôi ạ. Dỉ của em từ 20 trở lên chị Đan Lan Nguyễn nhá. Chị Mai Hiền 55kg mặc cho em size L chị Mai Hiền nhá. Chị Thục Quyên ơi 130 mà H8 áo len quỳnh búp bê đúng không chị? Chị Trung Nguyễn ơi H8 quỳnh búp bê ngắn tay xanh rêu và đỏ đô comment giúp em như những chị đang comment phía trên đi ạ. 130 mã H8 áo len quỳnh búp bê, các chị comment nhanh giúp em để tắt like bây giờ mọi người nhá. Chị Hiền Thân Thị ơi, chị lấy mã H8 chị comment lại giúp em trên cùng một dòng nhá. Chị comment lại giúp em mã là H8 và số điện thoại của mình trên cùng một dòng đúng không ạ? Chị comment số điện thoại thì có rồi nhưng mà rất là tiếc ngân hàng của chị chưa chốt bởi vì là không có mã H8 chị ạ. Thường thường bên em lọc theo phần mềm nó sẽ ra một loạt mã H8 và số điện thoại nhá. Thấy comment của chị Nguyễn Thị Huyền rồi chị nhá. Inbox của nhà em luôn, chị Nana Nguyễn mua xỉ đúng không ạ? Màu trắng tay dài luôn đây ạ. Có màu trắng thì nhá, comment giúp em đi ạ. 130.000 nhân với 2 là 260 chị Nam Nguyễn nhá. Chị vào hơi muộn cái giá đó, chị vào hơi muộn chị Nam Nguyễn nhá. 130.000 áo len quỳnh búp bê
chất liệu vải bên em thì mọi người mua hàng biết rồi. Cái mã này em like mấy lần rồi mọi người nhá. Em like trên cái trang nhà em khoảng mấy lần rồi đấy ạ. H8 áo len quần búp bê chất liệu vải, chất liệu len tăm bảng to rất sexy luôn. Và dáng mềm sẽ là dáng ôm. Màu rêu rất là đẹp luôn các chị nhá. Cái màu rêu của cái mã này thì quá là đẳng cấp luôn, quá là xinh, quá đẹp luôn đấy ạ. Chị Yến Nguyên ơi, bao nhiêu một cái? 130 chị ạ. Chị Hoa Sương Rồng ơi, lấy màu trắng tay dài có đây rồi ạ. Chị comment giúp em là mã H8 và trắng xối vải mình luôn nhá. Đây này, chị Dung Đinh Tê Dung cũng thế là chị comment nhưng mà lại không có mã H8. Số điện thoại thì có rồi nhưng mà lại không có mã H8 này, chị comment lại giúp em đi nhá chị nhá. Chị Dung Đinh Tê Dung comment lại giúp em mã H8 và số điện thoại mình luôn đúng không ạ? Bây giờ này chị nào muốn chốt cái mã này thì chốt luôn cho bên em đi, điểm tắt like nhá. Em sẽ chốt cái mã H8 áo len quỳnh búp bê 130.000 trong khoảng 1 phút nữa để em tắt like đi ạ. Mọi người chốt nhanh cho em nhỉ, đúng không ạ? 130 mã H8 ạ. Em sẽ chốt cái giá này đến 1 phút nữa cho mọi người nhá. Để em nghỉ like nhá. Màu đỏ đô này, đỏ đô này. Cứ có mã H8 và số điện thoại thôi là các bạn bên em sẽ gọi điện chốt size, chốt màu các chị sau đúng không ạ? Cho nhanh đúng không ạ? Cảm ơn chị Nga Hoàng, chị Nguyễn Thị Huyền ạ, H8 ạ. Chị Dung Đinh ơi, chị comment lại mã H8 đi để đơn hàng đỡ bị trôi đơn đấy chị nhá. Chị comment đi, không có mã H8 chị ạ. 130 mã H8 ạ. Còn chị nào muốn chốt thì chốt luôn cho nhà em cái mã H8 và số điện thoại của mình chị cùng một dòng giúp em đúng không ạ? 130.000 mã H8 nhé chị Thành Trang nhé, 130 ạ. Em sẽ chốt cái mã H8 áo lên quỳnh búp bê trong khoảng 1 phút nữa thôi, em tắt live chị. Bây giờ em nghỉ trưa nhá, bây giờ là 1:30 rồi ạ. 1:30 chiều rồi ạ. 40kg mặc cho em size S nhé chị Hương Duy nhá. 130 mã H8 áo lên quỳnh búp bê nhé chị Đinh Thắm này. Tay dài của em đây, tay dài của nhà em đây chị ơi. Đây tay dài chồng của em không cầm được cái chị. Đây tay dài nhà em đây cũng đủ màu đây. Tay dài đủ màu luôn chị nhá. Tay dài đây. Tay dài có tay dài, ngắn tay có ngắn tay ạ. Nếu theo yêu cầu các chị là nhiều chị là muốn mua cái máy dài tay nhé, nó bổ sung vào tay dài tay này mọi người nhá. 40kg mặc cho em size S ạ. Chị Dung Nguyễn ơi, chị comment lại giúp em mã H8 và số điện thoại của mình luôn đúng không ạ? Chị comment nhưng mà lại có số điện thoại và địa chỉ rồi nhưng mà lại không có mã H8 ạ. Chị giúp em là comment lại nhé chị Dung Vũ nhá. Em chốt cái mã H8 màu lên quỳnh búp bê trong khoảng 1 phút nữa thôi, em tắt livestream rồi ạ. Cảm ơn mọi chị Nguyễn Ngân, chị Dung Vũ, chị Quỳnh Mai, chị Thành Thảo, chị Phương Chi chốt hàng tất cả mọi người mã H8. Em không đọc cho đơn hàng thì các chị vẫn có đơn hàng bình thường cho nó nhanh đúng không ạ? 43 mặc xe cho em, cứ size từ 40 cân cho tới 65kg, em có size ạ. Từ 40 cân tới 65kg ạ. Chị Hương Duy cảm ơn chị luôn, em thấy cái mã H8 rất là nhiều rồi ạ, áo đẹp. Size bên em sẽ là từ 40 cân tới 65kg chị Tiêu Mỹ Dân nhá. Chất liệu vải bên em đây. Chất liệu vải thì không phải nói luôn, chất liệu vải quá đẹp quá chị nhá. Em sẽ chốt cái mã này là 1 phút nữa em tắt live, em nghỉ live mọi người nhá. Cảm ơn chị Phương Vũ, chị Nguyễn Thị Lý, chị Phương Duy, chị Hoàng Măn, chị Nguyễn Hồng Vân chốt hàng tất cả mọi người. Nhưng mà chị Nguyễn Hồng Vân này comment không có mã H8, chị có giúp em là comment lại đi cho mọi người phía trên đang comment chị nhá. 130, cảm ơn chị Lan Lan này. Vâng ok chị, mặc cho em size S nhá, chị Dung Tinh nhá, mặc size S cho em đi ạ. Chị Linh Khanh ơi, 130 mã H8 ạ, 49 mặc cho em size M thôi, comment giúp em chị Chuyên Chuyên nhá. H8 số điện thoại để tắt like bây giờ mọi người nhá, tắt like bây giờ đi ạ. Áo len quỳnh búp bê 130.000 thôi, để tắt like bây giờ ạ. Màu đỏ đô này, màu đen, màu rêu này, màu khói này. Áo này các chị mặc ở trong nhá, sao khoác thêm một cái áo gì ra ngoài đó, mặc áo đi ra ngoài cực kỳ rất là nổi bật luôn, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Mặc áo len bên trong và khoác thêm một cái áo ra ngoài thôi rất là đẹp rồi. Và năm nay thì Tết năm nay thì chắc chắn là sẽ không bao giờ lạnh rồi mọi người nhá. Tết năm nay là sẽ không lạnh mọi người nhá, nó chỉ vừa vừa thôi đúng không ạ? Thời tiết rất là đẹp và dễ chịu luôn Tết năm nay ý ạ. Cảm ơn chị Thanh Thu ạ, chị Lan Lan này, chị Hải Phạm này, chị Thúy Nguyên lấy xanh rêu chị cho chốt cho nhà em đi, điểm tắt like chị bây giờ chị nhá. Chị Hương Duy lấy màu đen ngắn tay comment giúp em để điểm tắt like bây giờ chị nhá. 130, 130.000 thôi. 130.000 nhá. Chị Dung Nguyễn mặc cho em size XL này, chị Thư Cường này. Thì vào hơi muộn nhá. Chị bé ơi bao nhiêu ạ? 130 chị ạ. Chị Dung Đinh comment lại giúp em mã H8 vào số điện thoại mình đi, điểm tắt like bây giờ chị nhá. Để được lên đơn và chốt hàng nhanh nhất và gửi hàng nhanh nhất, mọi người chốt hàng cho em trên livestream nhà em đúng không ạ? Để inbox nhà em thì nó sẽ bị quá tải và nó sẽ rep rất là chậm nữa chị nhá. Inbox nhà em đang quá tải rồi, không rep hết tin nhắn đâu ạ, nhiều lắm luôn ý. Nên để mua hàng nhanh nhất và được chốt đơn nhanh nhất thì các chị chốt luôn trên livestream nhà em đúng không ạ? Nhà em thường chốt trên livestream cho nhanh đúng không ạ? Gửi hàng thật nhanh cho mọi người để nhận áo hàng đúng không ạ? Cảm ơn chị Hải Phạm, chị Thoa Bùi, chị Nguyễn Thanh này, chị Nguyễn Thị Sương này, chị Tâm Trần này, chị Hoa Sương Rồng này. Chốt hàng tất cả mọi người mã H8 nhá. 40 tới 65kg ạ. Chị Phạm Thị Cát 60 mã XL cho nhà em nhá. Đỏ đô cỡ L comment giúp em đi, điểm tắt like chị bây giờ chị nhá. H8 áo len quỳnh búp bê 130.000 ạ. Mọi người chốt nhanh cho em mã H8 áo len quỳnh búp bê, điểm tắt like bây giờ để em nghỉ trưa đúng không ạ? Cảm ơn chị Thu Trang Trương, chị Nguyễn Thị Duyên này, chị
Mùi Ngọc Lâm, chị Hương Duy ạ, chị Thoa Bùi ạ, chị Phạm Kim Ngọc Hà, chúc mừng tất cả mọi người mã 28 áo len cực búp bê 130. Chốt nhanh điểm nghỉ like được không ạ? Chị Nguyễn Thị Sương ơi, chị comment giúp em như là các chị phía trên đang comment mã 28 số điện thoại mình luôn đúng không ạ? Cảm ơn chị Dung Ninh, chị comment rất đúng cú pháp luôn. Cảm ơn chị rất là nhiều và chúc chị luôn xinh đẹp đúng không ạ? Chị Hoa Đan ơi, cảm ơn chị Hoa Đan, cảm ơn chị Đại Cay 28 này, em thấy đơn hàng 28 lên nhiều thế nhỉ? Ok, chị Hồng Vân của chị 3 cái, cảm ơn chị. Chị Lệ Cay, cảm ơn chị nhá. Ngắn tay của em là 130, còn dài tay sẽ là 140. Đối với cái dòng dài tay của nhà em thì hàng dài tay của em nó khác mỗi màu này mọi người, đây này. Dài tay của nhà em thì khác mỗi màu vàng thôi. Còn ngoài ra màu ngắn tay và màu dài tay em màu tương đương nhau hết. Khác mỗi là loại này dài là màu vàng, em bổ sung thêm màu vàng nhá. Dài tay sẽ là nhanh đúng không ạ? Chốt nhanh cho em nhá. Đếm tắt like bây giờ ạ. Chị Hải Phạm này, chị Hao Lai này, chị Nguyễn Thị Huyền này, chị Lệ Cay này, chị Hoa Đinh, cảm ơn chị ạ. Áo dài tay của em là 140 nhá chị Dung Nguyên nhá. Nào bây giờ còn chị nào chốt điểm tắt like mọi người nhá. Gần 2 giờ chiều rồi mọi người nhá. Cảm ơn chị Mai Bùi nhá, chị Hải Phạm này, chị Hoàng Thị Ngọc Trúc Anh ơi, chị comment giúp em mình tắt like chị bây giờ luôn để em nghỉ trưa đúng không ạ? Chất liệu bên em sẽ là chất liệu len tăm và bản to, chị Bùi Quế nhá, chất liệu len đây. Len tăm bản to, H8 áo len quỳnh búp bê 130. Mọi người có xem cái bộ phim Quỳnh búp bê không ạ? Chị rất là xinh luôn đúng không ạ? Phần 2 sẽ được chiếu vào năm cuối năm 2019 các chị nhá. H8 áo len quỳnh búp bê này. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Hương, cảm ơn chị Phạm Kim Ngọc Hà nhá. Đúng rồi, chính xác. Đây là em bổ sung thêm ngoài chị ạ, đây là bổ sung thêm ngoài thôi nhá. Hàng dài tay nhà em có thêm màu vàng. Còn đây còn cái loại đây là dài tay nhà em đây, dài tay nhà em xinh nhầy mọi người nhá, dài tay đây. Chị Phạm Kim Ngọc cho chị xem màu trắng dài tay của em chút xíu ạ. Đây. Hàng dài tay nhà em đây các chị nhá. Dài tay nhà em đây ạ. Dài tay nhà em sẽ là 140 á, còn ngắn tay của em sẽ là 130. Dài tay 140 còn ngắn tay 130 ạ. Đây có màu trắng nhà em đây. Chị làm có xem màu trắng vừa xong nhỉ? Chị Hoa xưng rồng màu trắng đúng chị, màu trắng nhà em đây ạ. Màu trắng nhà em đây nhá. Loại dài tay nhà em đây là dài tay chất liệu vải thì các chị không phải lo khi mua hàng bên em rồi. Mà em bán quá nhiều rồi, mã 28 rồi. Bực búp bê bán quá nhiều luôn rồi đấy ạ. 130 là ngắn tay còn dài tay sẽ là 140 ạ. Cảm ơn chị Trúc Anh nhá. Chị Lê Diễm Quỳnh ơi, áo đang mặc của em có giá là 130 chị ạ. Ngắn tay là 130 còn dài tay sẽ là 140 đây, dài tay nhà em đây. Ngắn tay 130, dài tay 140. Là bây giờ còn chị nào muốn chốt lốt cái mã 28 không điểm tắt like bây giờ mọi người nhá. Trời ơi. Chị Công Đương Nguyễn. Áo đang mặc của em có giá là 130, áo len quỳnh búp bê là một còn chị là muốn chốt cho luôn nhà em nhá. Cảm ơn chị Tuấn Hạnh này. Chị Mây Bông cho chị kéo cọc xanh cọc tay màu rêu nhé. Chị comment giúp em như là mọi người phía trên đang comment giúp em điểm tắt like chị bây giờ đúng không ạ? Chị Đào Trinh cảm ơn chị nhá. 130 mã 28 60kg mặc XL cho em chị Phó Đoan Thời Thượng nhá. Chị Phó Phang Thời Thượng này. Cảm ơn chị Đào Trinh này, ngắn tay 60kg XL này. Chị Hoàng Ngọc Trúc Anh ơi, chị comment lại giúp em mã là H8 và số điện thoại mình luôn nhá. Chị comment nhưng mà lại không có mã H8 của chị có số điện thoại và địa chỉ có số điện thoại rồi ấy. Giúp em comment lại nhá chị nhá. Comment lại đi ạ. H8 số điện thoại mình để đơn hàng mình không bị chui đơn chị nhá. Cảm ơn chị ạ. Chị Thanh Kê Nguyễn. 130. Cảm ơn chị Thanh Kê Nguyễn màu vàng, bao giờ nhận được khoảng 3 tới 4 ngày thôi nhá. Em không hiểu chị Hà Thanh nói gì, không hiểu ạ. Chị Hà Thanh ơi, inbox với em luôn để em kiểm tra hàng của mình xem bị như nào chị Hà Thanh nhá, inbox nhà em luôn. Và cho em xin luôn cái số điện thoại của mình trên live đi em, và các bạn gọi điện luôn cho mình bây giờ được không chị Hà Thanh nhá. Chị về vợ tuần kia của em là 130 nhá, 130.000 này. Chị Lê Diễm Quỳnh mặc cho em size L nhá, mặc cho em size L nhá. Cảm ơn chị Phó Đoan Thời Trang H8 này. Cảm ơn chị luôn ạ, chị Thanh Kê Nguyễn ạ. 130.000 mã H8 áo len quỳnh búp bê chị Hoa Hoàng nhá. 130. Chị Hà Thanh ơi, chị có thể giúp em nào cho em xin cái số điện thoại của mình bây giờ luôn được không chị? Chị nhớ, chị Hà Thanh nhớ cho em xin số thoại mình luôn nào. Chị Triệu Mai ơi, áo đang mặc của em có giá là 130 và chị 47kg mặc cho em size S được không ạ? Ok, chị Mai Xuân ạ. Size bên em sẽ là từ 40 cân tới 65kg ạ. Size 40 cân tới 65kg nhá. Không có nhá, chị Thảo Hồng không có đâu ạ. Áo đang mặc của em là có giá 130, chị Hương Trần nhá, 130.000 thôi được không ạ? Chất liệu vải bên em thì sẽ như này các chị này, chất liệu vải bên em đây. Chất liệu len tăm và bản to nhá. Chất liệu len tăm bản to được không ạ? Ok chị Mai Xuân ạ. Chị Hoa Hoàng cho chị một cái màu đỏ nhé. Vâng, chị comment giúp em mã H8 và số điện thoại mình luôn đi ạ. Chị Mai Xuân inbox nhà em luôn, chị Mai Xuân nhá, inbox nhà em luôn được không ạ? 68kg không có sai, chị Thảo Hồng nhá, không có sai đâu ạ. Chị Hương Trần ơi, 130.000 mã H8 áo len từ búp bê chị nhá.
chị phải comment giúp em mà H8 vào số điện thoại thì bên em mới lên hàng được đấy ạ. Cảm ơn chị Thanh Nguyễn ạ. 60 bằng XL cho em ạ. Còn đây là loại dài tay bên em này. Dài tay của nhà em thì cũng có dài tay nhá. Các màu tương đương với nhau hết, ngắn tay và dài tay bên em toàn có màu nhau hết đúng không ạ? Ngắn tay của em sẽ là 130 ạ, còn dài tay của em sẽ là 140. Thôi bây giờ em tắt like mọi người nhé. Bây giờ còn chị làm muốn chốt cái mã H8 nó không đẹp, tắt like chị bây giờ ạ. 130, 140, 130 là ngắn tay, còn dài tay sẽ là 140 đúng không ạ? Cái đơn hàng của chị, ok chị Hà Thanh, cho em xin số điện thoại mình luôn chị Hà Thanh nhá. Cho em xin tên trên like của mình luôn nào. Chị Nguyễn Minh Anh ơi, chị comment lại giúp em mã H8 đi. Chị comment nhưng mà lại không có mã H8 nhưng mọi người đang comment để tắt like bây giờ đấy ạ. Chị Hiền Tăng lấy hai áo, chị comment giúp em đi, là chị Phạm Thị Cát và mọi người phía trên đang comment đúng không ạ? Chị Hà Vân cũng thế, chị Hà Vân comment giúp em lại nhá, mã H8 vào số điện thoại của mình. Chỉ cần comment H8 vào số điện thoại thôi là các bạn bên em sẽ gọi điện sau. Chứ không cần comment nhiều là địa chỉ và size đâu, bên em chốt màu chốt size sau đúng không ạ? Có thể bị làm sao đó, chị Hà Thanh nhá, cho em xin số điện thoại mình luôn đúng không ạ? Chị Hà Thanh có đang ở đây không ạ? Chị Dung Đăng ơi, 65 mặc cho em size XL, chị Dung Đăng nhá, 65 mặc cho em size XL đúng không ạ? Cảm ơn chị Minh Anh nhá. Chị Mai Trần ơi, xem ở ngoài Hà Nội ạ, và bên em giao hàng trên toàn quốc đúng không ạ? Mọi người muốn xem cái phản hồi của shop em về những sản phẩm của shop em thì các chị vào cái phần album ảnh ấy. Bên em còn có up một cái album ảnh là tức là theo những lời nhận xét của khách về những sản phẩm của bên em ấy. Ok chị Hoa Hoàng, chị nhận rồi nhé. Em không hiểu ạ. Chị Dung Nguyễn. Chị Dung Nguyễn lấy H8 dài tay comment giúp em mà H8 đi, điểm tắt like chị bây giờ nhá. Cảm ơn chị Minh Anh, chị Quân Lan ạ. Cảm ơn chị Thúy Thúy, cảm ơn chị Hà Vân, điểm tắt like bây giờ nhá. 130.000 áo len cứng búp bê chị ạ. 130 áo len cứng búp bê nhé chị ạ. Hoa Phong Lan nhá. Cho coi áo đen vâng ạ. 130.000 có chị làm muốn chốt đẹp tắt live stream bây giờ đấy ạ. Áo len cứng búp bê của nhà em có giá là 130.000 ạ. Bây giờ cùng có mã H8 vào số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện đúng không ạ? Cho nhanh đẹp tắt live bây giờ em nghỉ trưa nhá. H8 130. Chị bé Sandy ơi, 130 mà H8, còn dài tay của em sẽ là 140 chị nhá. Mặc màu trắng đi ạ. Vâng ạ, màu trắng của em đây chị ạ. Màu trắng ngắn tay của em đây. Trắng bên em có hai loại, đó là trắng ngắn và trắng dài nhá. Ngắn tay và dài tay có hàng. Đúng không ạ? Chị Ngô Xuân lấy hai áo cộc tay, chị comment giúp em như ở phía trên các chị đang comment đúng không ạ? Chị Ngô Xuân nhá. Chị Hà Thanh, xin đi xuống cho chị Hà Thanh nhá. 0965 636 65 có điện khách. Cho xuống gọi điện cho khách luôn. Chị Mai Trần ơi, ship về Đông Anh đông gì ạ chị? Bên em ship hàng trên toàn quốc chị ạ. Màu trắng của em thì em vừa chị xem rồi nhá. Ghi lại số điện thoại chị Hà Thanh đi, bảo là gọi điện chị Hà Thanh ngay lập tức. Chị Ngọc Lan cảm ơn chị ạ. Màu đỏ tay dài size 655kg mặc cho em size L, chị Mai Trần nhá, thì comment giúp em nhá. Mã H8 và số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em đi ạ. Đây là 0965 636 645. 0965 này 636 645. Chuyển dưới đi. Chị Đỗ Nguyệt Nga, địa chỉ bên em ở ngoài Hà Nội và bên em ship hàng trên toàn quốc chị Đỗ Nguyệt Nga nhá. Tay ngắn đen của nhà em sẽ là 130 chị Duyên Ngô ạ. Đây ạ. Nào bây giờ còn chị nào muốn cho không điểm tắt like bây giờ nhá. Tắt like chị bây giờ 130.000 một áo thôi ạ. Rất là đẹp luôn và rất là rẻ rồi đấy ạ. Chất liệu bên em thì không phải nói luôn, chất liệu là chất liệu len tâm và bản to. Form bên em rất là form ôm và rất là sexy luôn. Form áo bên em rất là đẹp và rất là sexy luôn đúng không ạ? Cho chị xem màu khói vâng ạ. Màu khói của chị đây ạ. 130 của chị đây chị Phương Chi nhá. Chị muốn lấy khói ngắn tay hay là khói dài tay ạ chị Phương Chi? Ngắn tay của em là 130, còn dài tay của em sẽ là 140. Chất liệu bên em là sẽ là len tâm và bản to chị nhá. Chị Ngô Xuân ơi, thường thường là bên em bán đầu chương trình với giá 40.000 hai chiếc, chị vào hơi muộn nha chị Ngô Xuân nhá. Chị có thể vào đầu like để săn hàng giá rẻ nhà em đồ đối trình đúng không ạ? Ship về Biên Hòa Đồng Nai của em sẽ là 30.000 mua 2 cái hay là 3 cái thì tiền ship cũng là 30.000 thôi ạ. Giá của em 130 chị ở Trịnh Tuấn Kubi nhá. Chuyển dưới cho chị Hà. Chị Hà Thanh ơi, bên em có người gọi điện chị bây giờ chị Hà Thanh nhá, yên tâm ạ. Chị Ngọc Lan ơi, H8 cọc tay hả chị? Đúng rồi ạ. Áo len cùng búp bê chị nhá. Nào bây giờ còn chị nào muốn chốt là chị chốt luôn nhà em luôn đúng không ạ? Chị ơi, cho em giao hàng trên toàn quốc chị Nguyệt Nga nhá. Giao hàng trên toàn quốc này. Đầu chương trình bọn em chốt cái mã H8 cùng búp bê này rất là nhiều rồi đấy ạ. Và bây giờ là cuối chương trình rồi. Nên bây giờ còn chị nào muốn chốt là không điểm tắt like bây giờ nhá. Em sẽ chốt cái mã H8 này trong khoảng 1 phút nữa thôi là em tắt like đúng không mọi người nhá. Em nghỉ trưa đúng không ạ? Bây giờ là 2 giờ chiều rồi ạ. Giá là 130 ạ. 130 mã H8 áo len quỳnh búp bê ạ. Cảm ơn chị Phương Chi nhá. Chị Tinh Tuấn đúng rồi ạ. Chị Tinh Tuấn Kubi ơi,
130 chị ạ. Thử cái trắng đi. Chị ơi, trắng của nhà em ấy, chị nhá. Đây là trắng của bên em này. Trắng dài của em đây ạ. Trắng à, trắng ngắn của em đây. Trắng bên em có hai loại, loại ngắn tay và loại dài tay. Đây là trắng ngắn tay nhá. Đây là loại dài đây ạ. Đây dài nhà em đây chị ơi. Chị Nguyễn Kim Thúy ơi, màu dài tay nhé chị nhá. Dài tay hàng dài tay nhà em đây. Chất lượng vải nhà em và len đẹp thôi. Mọi người mua hàng bên em cứ yên tâm. Vì bên em bán cái mã này rất là nhiều rồi đấy ạ. Cảm ơn chị Phương Chi, chị Lê Nguyễn, chị Nguyễn Hồng Thúy mã H8 tiếp theo ạ. Cảm ơn chị Quân Lan H8 ạ. Chị Nguyễn Nhung ơi, bao nhiêu tiền một cái vậy? Mã H8 của em áo len Quỳnh Búp Bê có giá là 130 chị ạ. Bên em giao hàng trên toàn quốc chị Nguyễn Nga nhá, bên em giao hàng trên toàn quốc ạ. Ngắn tay của em sẽ là 130, còn dài tay của em sẽ là 140 ạ. 130.000 mã H8 áo len Quỳnh Búp Bê chị Minh Huy nhá. Chị Minh Huy muốn lấy chị comment giúp em đi điểm tắt like bây giờ đấy ạ. Em chốt cái mã H8 này trong khoảng 4 phút nữa thôi để em tắt like mọi người nhá. 1 phút nữa thôi để em tắt like đấy ạ. Để em nghỉ trưa mọi người nhá. Dài tay vâng ạ, chị Hiền Tăng lấy dài tay comment giúp em mã H8 dài kèm số thoại mình luôn giúp em nhá chị Hiền Tăng nhá. Màu rêu nhà em bán từ đầu chỉnh các chị mua màu rêu rất là nhiều luôn nhá. Từ đầu chỉnh đến giờ ấy. 60kg bằng XL chị Linh Nguyễn nhá, XL cho nhà em. Comment giúp em mã là H8 và số thoại mình luôn giúp em ạ. Để tắt livestream bây giờ ạ. Cho chị xem màu hồng dài tay. Hồng dài tay bên không có hồng, mã này bên em chỉ có mấy màu thôi chị ạ, 5 màu thôi chị ạ, không có màu dài tay hồng đâu ạ. Chỉ có màu vàng thôi chị ạ, chỉ có màu vàng thôi chị nhá. Còn chị nào muốn chốt cái mã lốt không đẹp tắt like mọi người nhá. Không có, chị nuôi đẹp, em không có size to thế đâu ạ. Chỉ có 40-65kg thôi nhá, chị nuôi đẹp nhá. Chị Mai Tròn cảm ơn chị. Chị ơi, chị có thể comment lại giúp em mã là H8 được không chị? Các chị giúp em để mua hàng thì để lại cho nhà em theo cú pháp là H8 và số điện thoại như là mọi người đang comment, như là chị Trung Đăng và chị Dạ Phúc và chị ấy đang comment đúng không ạ? Chị Mai Trần comment lại giúp em mã H8 và số điện thoại của mình như mọi người đang comment nhá. Cho chị xem màu vàng ạ, vâng ạ. Chị ơi, màu vàng của nhà em đi nhá, màu vàng dài đây. Vàng đất chị nhá. Vàng đất dài tay của nhà em sẽ là 140, còn ngắn tay sẽ là 130 ạ. Màu vàng nhà em thì không có loại ngắn tay đâu. Xanh rêu còn hàng 130 mà H8 nhá chị ạ. Nguyễn Thị Trang, chị comment giúp em để tắt like bây giờ chị nhá. Cảm ơn chị Hoàng Thu Dũng nhá. Chị Nguyễn Hồng Thú ơi, cho chị xem màu vàng cho xem rồi này. Chị Việt Dung Nhi ơi, bao nhiêu một cái ạ? 130 chị ạ. 130 mà H8 ạ. Chị Vân Nguyễn, chị comment lại giúp em mã H8 và số điện thoại của mình giúp em nhá. Đơn hàng chị có số điện thoại nhưng mà thiếu H8 ạ. Phải có H8 và số điện thoại thì bên em mới liên hàng được đấy ạ. Cọc tay đỏ nhà em đây chị ạ, chị Phan Huệ đây ạ. Đây chị ơi, đỏ nhà em đây, đỏ này. Đỏ này, đen này, đỏ đen này. Ngắn tay nhá, 130 mà H8 áo đen của búp bê ạ. Đây là màu khói các chị nhá, đây là màu khói rất là sexy ấy chị ạ. Màu khói rất là đẹp luôn, H8 130. Bây giờ còn chị nào muốn chốt cái mã H8 không thì chốt luôn cho nhà em ạ. Cảm ơn chị An Dương nhá. À nhầm, em nhầm chị An Nhiên ạ. 130 ạ. Vâng ạ, ok chị Vân Nguyễn nhá. Chị comment lại giúp em mã H8 và số điện thoại mình luôn như mọi người phía trên đang comment đi ạ. Em cảm ơn chị Ngọc Lam Lam nhá. Chị Hạnh Dương lấy H8 này. Chị Vân Nguyễn lấy H8. Cảm ơn chị nhá. Chị Đăng Hoa mã H8 cảm ơn chị. Chị Minh Huy H8 cảm ơn chị luôn. Chị Minh Huy của chị là một ngắn tay màu xanh rêu và một dài tay màu trắng, cảm ơn chị nhá. Các chị comment lại giúp em trên cùng một dòng nhé. Phải cái mã H8 và số điện thoại ở trên cùng một dòng nhé. Thì bên em mới lên hàng được nhé. Đơn hàng mà cái mã phía trên xong là số điện thoại phía dưới thì đơn hàng sẽ không lên đơn hàng đâu ạ. Nên các chị giúp em nhé. Muốn mua cái mã này thì comment lại giúp em nhé. Chị nào mà vừa xong mà comment mà thiếu cái mã H8 thì comment lại giúp em mã H8 và số điện thoại mình đúng không ạ. 130 thôi, chỉ có 130.000 thôi ạ. Anh mặc được không em? Nếu mà anh mua cho chị thì được anh nhé. Anh Nguyễn Thị Thanh Tiên nhé. Đơn hàng của chị có mã H8 chưa chị? Những chị mà comment mà thiếu mã H8 thì các chị giúp em là comment lại mã H8 và số điện thoại của mình trên cùng một dòng giúp em nhé. Chị Đỗ Trang cũng thế, chị comment lại giúp em như là chị Nguyễn Thị Đăng đang comment đúng không ạ? Và chị gì phía trên mà comment trên chị Nguyễn Thị Thắng ấy, comment lại giúp em nhé. Mã H8 và số điện thoại của mình đúng không ạ? H8 em có tất cả là 5 màu, là màu rêu, màu đỏ đô, màu đen, màu khói, màu trắng ạ. Hàng dài tay của nhà em sẽ là 140, còn hàng ngắn tay của nhà em sẽ là 130 ạ. 130 mã áo len của búp bê nhá. Mọi người xem cái bộ phim của búp bê quá rất là hay luôn đúng không ạ? Cảm ơn chị Vân Nguyễn này. Chị Nguyễn Hồng Thùy lấy chị hai cái xanh và đỏ 5 năm rồi ạ. Chị comment lại giúp em mã H8 vào số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em được không ạ? H8 áo len của búp bê nhá chị Nguyễn Hồng Thùy nhá. Ok, cảm ơn chị Minh Huy ạ. Chị comment rất đúng cú pháp luôn ạ. Ngắn tay và trắng dài tay ạ. Cảm ơn chị. Không nhá chị Thêu Kiều nhá. Đây chất liệu vải bên em đây, em cho sang chất liệu luôn đúng không ạ? Cảm ơn chị An Nhiên lấy H8 trắng này.
từ 40 cân tới 65 kg, Thanh Nguyễn nhá, comment giúp em lại đi ạ. Cứ sai từ 40 cân cho tới 65 kg, em có sai đúng không ạ? Cho nó nhanh đúng không ạ? Áo đang mặc trên người của em có giá là 130.000 nha chị Giang Giang nhá. Chị muốn lấy cái áo len cứng búp bê này thì các chị chốt nhanh cho nhà em đi, để một phút nữa em nghỉ live bây giờ đi ạ. Cảm ơn chị Thu Minh, cảm ơn chị Đỗ Trang ạ, mã 28 ạ, chị An Nhiên mã 28 ạ. Chị Nga Ngàng ơi. Ok, chị Hoa Hoàng, chị comment lại giúp em nào. Các chị chỉ cần comment mã 28 vào số điện thoại thôi là các bạn em sẽ gọi điện sau, chứ không cần để là màu hay gì đâu. Cho nó nhanh đúng không? Em còn chốt một lần nữa mới gửi đi mà. 28 vào số điện thoại là thế là xong thôi, là các bạn bên em sẽ gọi điện thôi cho nó nhanh, chứ không cần comment là địa chỉ xong là size xong màu sắc cho làm gì cho nó mệt ra đúng không ạ? Chỉ còn cần comment là H8 sau đó là số điện thoại thôi là các bạn bên em sẽ gọi điện các chị nhá. H8 áo len cứng búp bê nào, có việc còn chị làm một chốt lót cái mai không để nghỉ live mọi người nhá. Bây giờ chiều rồi, 2 giờ chiều rồi ạ. Áo len cứng búp bê của nhà em sẽ có hai loại, đó là ngắn tay và loại dài tay nhá. Em sẽ dơ lại với lại dài tay các chị xem nhá, dài tay nhà em đây. Cảm ơn chị Phương Vương, cảm ơn chị Mommy H8 ạ. Chị Đỗ Trang H8 ạ. Cứ có mang H8. Chị Thanh Nguyên muốn lấy comment giúp em mà H8 và chị Phạm Huệ cũng thế nhá. Chị Dung Thùy cơ chị cũng thế được không ạ? Bên này hai máy bên này các chị đang comment H8 rất là nhiều và lên đơn cũng rất là nhiều từ nãy giờ rồi đấy ạ. H8 của nhà em thì sẽ có tất cả là tổng 5 tông màu, 5 màu. Ngắn tay của nhà em thì sẽ có 5 màu và dài tay của nhà em thì nó sẽ có 6 màu các chị nhá. Ngắn tay là 5 màu còn dài tay sẽ là 6 màu đúng không ạ? Em cảm ơn chị Đỗ Trang, chị Duyên Ngôi, chị comment lại giúp em như là chị Đỗ Trang đang comment và chị Thu Minh đang comment đúng không ạ? Chị Hồng Thúy này, chị Ho Linh Nguyễn này, chị Phượng Vương này, cảm ơn chị ạ. Mã 28 ạ. Dài tay của nhà em sẽ là 140, còn ngắn tay của nhà em sẽ là 130. Áo len cứng búp bê này theo yêu cầu của mọi người nhá. Nhiều chị mua hàng cái mã 28 mới xem like ấy. Các chị hỏi là cứ hỏi là cái mã 28 ngắn dài tay có dày không, có hàng không ấy. Thì em đã bổ sung theo đúng yêu cầu các chị rồi các chị nhá. Nhà em đã bổ sung theo đúng cái yêu cầu của các chị, yêu cầu nhà em rồi ạ. Là H8 áo đen cùng búp bê có loại dài tay mọi người nhá. Ngắn tay của em sẽ là 130, còn dài tay của nhà em sẽ là 140 ạ. Cứ có mã H8 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện sau, em không cần hỏi gì nhiều đúng không ạ? Chị Phương Phương Phạm ơi, áo đang mặc của em có giá 130 nhá chị nhá. Cảm ơn chị Thanh Thế Nguyễn ạ. Chị Duyên Ngố comment lại giúp em được không ạ? Chị Dung Thùy bao tiền một cái 130 chị nhá. 130 mã H8 ạ. Có hai loại ngắn tay và loại dài tay. Ngắn tay sẽ là 130.000, còn dài tay sẽ là 140. Và với cái giá này bọn em bán giá là chạy số lượng mọi người nhá. Chứ bình thường là không có giá là 130 đâu ạ. Đây là hàng dài tay nhá. Dài tay nhà em đây. H8 áo len cùng búp bê. Chị Thủy Thủy ơi, áo đang mặc của em có giá là 130. H8 áo len cùng búp bê chị ạ. Chị Lavender ơi, H8 chị comment giúp em đi để tắt live, chị nghỉ live stream bây giờ chị nhá. Đây chị ơi, chất liệu nhà em đây. Chị Mai Trần ạ. 130 chị ạ. 40 đến 65 kg chị Thu Kiều nhá. 40 đến 65 kg. Tay liền, tay dài á chị Kim Liên muốn hỏi tay dài có hàng vừa giờ chị xong đấy. Tay dài có hàng mà chị. Tay ngắn là 130 còn tay dài của em sẽ là 140 ạ. Chất vải thì em cho xem chất vải rồi chị Nguyễn Loan nhá. Nào bây giờ còn chị nào muốn chốt nốt cái mã H8 được không ạ? Để em nghỉ live nhá. Bây giờ cuối chương trình rồi, còn chị nào muốn chốt nốt thì để lại cho nhà em luôn để tắt live bây giờ nào. Inbox thì nó sẽ bị quá tải ấy, đặt hàng cho inbox sẽ quá tải luôn ấy. Còn em thì thường thường là chốt hàng trên livestream thì sẽ chốt và gửi hàng nhanh nhất mọi người nhá. Còn chốt trong inbox thì nó sẽ rep rất là chậm luôn. Cảm ơn chị Lavender H8 của chị ạ, 130 ạ. Nào bây giờ còn chị nào muốn chốt nốt được không ạ? Chị Nguyễn Nhi ơi, H8 130 màu xanh rêu, cảm ơn chị nhá. Lần sau chị comment giúp em mã H8 và số điện thoại trên cùng một dòng giúp em nhé chị Nguyễn Nhi nhá. Để đơn hàng của mình là đảm bảo không bị trôi đơn và sót đơn đúng không ạ? Không nhiều chị sao đặt H8 rồi mà không thấy giao hàng thế. Em ví dụ thế thôi. Bởi vì là các chị comment nhưng mà có để lại cái mã H8 đâu, nhà em thường thường lọc theo phần mềm mà chị. Lọc theo phần mềm nó sẽ ra một loạt, chứ bình thường là làm tay làm sao mà làm mấy nghìn comment bình luận thì làm sao mà làm hết được đúng không ạ? Cảm ơn chị Quỳnh Trôm nhá, H8 của chị nhá. Chị Tuấn Huyền cũng thế. Cảm ơn chị Phương Phương Phạm H8 nhá. Cảm ơn chị Phương Phương Phạm H8 của chị có rồi nhá. Chị Trần Tuyền ơi, cho chị hai cái đỏ vàng. Chị comment lại giúp em mã H8 và số điện thoại của mình như là chị Phương Phương Phạm đang comment đúng không ạ? Chị Ngọc Hà lấy hai cái đen comment giúp em mã H8 và số điện thoại của mình luôn để tắt live chị bây giờ em nghỉ trưa mọi người nhá. Bây giờ cũng khá muộn rồi đấy ạ. Bây giờ cũng khá muộn rồi. Cảm ơn chị Nguyễn Loan nhá, H8 130. Áo len quỳnh búp bê của nhà em có giá là 130.000 một áo đúng không ạ? Và size bên em sẽ là từ 40 cân cho tới 65 kg. Và đối với cái hàng ngắn tay của nhà em thì bên em sẽ có tất cả là 5 màu. Đó là màu đỏ đô nhá. Đỏ đô, màu vàng, màu trắng, màu đen ạ. Và màu rêu. Nên mà các chị mua hàng bên em thì các chị cứ để lại cho nhà em theo cú pháp là H8 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện cho nhanh, còn chốt màu sau, còn chốt size sau đó mới gửi hàng đi mà, đúng không ạ?
Nên là khi mua hàng đặt hàng trong live stream thì các chị chỉ việc để lại cho nhà em theo đúng cú pháp là H8 số điện thoại và không cần để nói gì nhiều, không cần hỏi gì nhiều cho nó nhanh đúng không ạ? Sai thì em cũng đã nói là từ 40 cân tới 65 kg rồi đấy ạ. Chị Tùng Nga đặt áo màu hồng nút không thấy gọi điện. Bên vẫn đang gọi điện tích cực đấy chị Tùng Nga, bọn em còn làm thêm cả ca tối nữa không chị Tùng Nga nhá, gọi điện không hết một ngày luôn đấy ạ. Chị Tùng Nga đợi cho em nhá các chị nhá. Có thể đơn hàng của mình là gọi điện chưa đến lượt đấy chị. Đợi giúp em ạ. Cảm ơn chị Quỳnh Trôm nhá, cảm ơn chị Hương Trần H8 ạ. Chị Thi Nguyễn ơi, chị muốn lấy cái mã này chị comment giúp em là H8 và số điện thoại như mọi người phía trên đang comment giúp em đúng không ạ? H8 áo len Quỳnh búp bê nhá. Đang mặc trên người của em đây, hiện tại là màu rêu này. Rêu đỏ đô và khói, rêu đỏ đô khói. Và bên em sẽ có hai loại, đó loại ngắn tay và loại dài tay nhá. Ngắn tay và dài tay. Size to nhất bên em là size XL thôi nhá chị bé xinh nhá. Chị xé xinh nhá. 40 đến 65 kg ạ. Size 40 đến 65 kg ạ. Em cảm ơn đơn hàng của chị Quỳnh Trôm, cảm ơn chị Duyên Linh, cảm ơn chị Lan Ngọc, chị Nguyễn Loan ạ, chị Hương Trần ạ, chị Ngô Tiến, cảm ơn tất cả mọi người mã H8 ạ. Nhưng mà của chị Ngô Tiến này đơn hàng của chị lại không có mã H8, chị giúp em là comment lại chị nhá. Giúp em để đơn hàng của mình đảm bảo là không bị trôi đơn hàng ấy chị. Giúp em comment lại mã H8 và số điện thoại của mình luôn đúng không ạ? Chị Trần Phú ơi, 130.000 mã H8 áo lên Quỳnh búp bê, comment luôn giúp em để 1 phút nữa sẽ nghỉ like, 1 phút nữa thôi ạ. Chị Tuyến Bích Phạm ơi, thấy comment của chị Tuyến Bích Phạm rồi nhá. Chị Tuấn Huyền ơi, sao thấy chưa thấy gọi điện? Bên vẫn đang gọi điện ở dưới nhá chị nhá, vẫn đang gọi điện đấy ạ. Chắc là chưa gọi điện đến đơn hàng của mình thôi ạ. Áo len Quỳnh búp bê 130 chị Ngô Tiến nhá. Có bao nhiêu màu ạ? Có tất cả 5 màu ạ. Ngắn tay 5 màu, còn dài tay sẽ là 6 màu nhá. Ngắn tay 5 màu, còn dài tay sẽ là 6 màu đúng không ạ? Đây ạ, ngắn tay nhà em đây. Chị Phương Nguyễn Hiếu, thấy comment của chị Phương Nguyễn Hiếu rồi nhá. Nào bây giờ còn chị nào muốn chốt luôn cái mã ngắn tay không thì chốt luôn cho nhà em mã ngắn tay đúng không ạ? H8 áo len Quỳnh búp bê 130.000 một áo thôi, đang mặc trên người em đây, hiện tại là màu rêu nhá. Rêu đỏ đô đen. 52 mặc cho em size M thôi chị do chi nhá. Chị muốn rộng rãi mặc cho em size L chị do chi nhá. Chị comment giúp em đi ạ. Em tắt live nghỉ trưa mọi người nhá. Tắt live nghỉ trưa đúng không ạ? Em live khá lâu rồi. Chị Nguyễn Lan ơi, chị comment giúp em 52 mặc size M cho em nhá. Cho chị cái màu đang cầm, chị comment giúp em đi ạ. H8 và số điện thoại của mình đi ạ. Tay dài, xem tay dài. Đây chị ơi, tay dài của nhà em đi ạ. Tay dài của nhà em cũng tương đương màu như nhau hết chị nhá. Tay dài mới ngắn tay mới dài tay cũng tương đương màu thôi ạ. Y hệt nhau thôi ạ. Nó khác mỗi là loại dài tay thì nhà em có bổ sung thêm một màu vàng dài tay nữa. Đúng không ạ? Còn ngắn tay của nhà em sẽ là 130, còn dài tay sẽ là 140 các chị nhá. 65 mặc cho em size XL chị Trinh Vũ nhá. 65 mặc cho em size XL đúng không ạ? Cảm ơn chị Phạm Thị Hường nha, mã H8 đúng không ạ? Chị Thúy Thúy ơi, cho chị mặc màu đỏ sẽ màu đỏ với vâng ạ. Chị muốn lấy màu đỏ ngắn tay hay loại dài tay chị Thúy Thúy nhỉ? Chị comment giúp em mã H8 vào số điện thoại của mình như mọi người phía trên đang comment đúng không ạ? Chị Ngô Tiến lấy cái màu xanh đang mặc size S cầm thùng rồi, chị comment giúp em đi ạ. Để tắt live stream bây giờ mọi người nhá. Cảm ơn chị Nguyễn Loan rồi nhỉ, chị Tùng Nga này, chị Phạm Huệ mặc size L này. Chị Ánh Hồng Trinh comment giúp em đi, điểm tắt live stream bây giờ em nghỉ trưa mọi người nhá. Comment giúp em nhanh nào, điểm tắt live nào. Cảm ơn chị Si Sinh nhá, cảm ơn chị Phạm Thị Phượng này. Chị Thanh Thảo ơi, chị comment lại giúp em như mọi người phía trên đang comment giúp em được không ạ? Đơn hàng của chị thì có số điện thoại rồi nhưng mà của chị không có mã. Nên chị giúp em là để đảm bảo đơn hàng của mình không bị sót đơn ấy, thì chị comment lại giúp em nhá, mã H8 vào số điện thoại mình luôn đúng không ạ? Size bên em cứ từ 40 cân tới 65 kg nhá, cứ từ 40 cân tới 65 kg. Và không cần hỏi gì nhiều, chỉ cần để lại mã H8 vào số điện thoại thôi là bên em sẽ gọi điện đúng không ạ? Cho nó nhanh nhá chị nhá, mua hàng cho nhanh chóng. Tại vì cái áo nó cũng chẳng đáng bao tiền cả, nó chỉ có 130.000 thôi. Nó rất là rẻ luôn, 130 thôi đúng không ạ? 52 mặc cho em size M này. Chị Ánh Hồng Trình size S cho em nhá, comment giúp em H8 số điện thoại đi, điểm tắt live stream bây giờ chị nhá. Chị Thảo Bê ơi, mặc cho em size XL, comment giúp em lại được ạ, đúng không ạ? Chị Thúy Thúy này, 130 gắn tay comment giúp em luôn đi ạ, để em tắt live bây giờ nhá. Phải có số điện thoại và mã trên cùng một dòng comment giúp em chị nhá. Chị Hoàng Bên ơi, bao nhiêu tiền một áo? Áo len Quỳnh búp bê có giá 130 chị ạ. 130 áo len Quỳnh búp bê nhá. Chị Bông Bên B ơi, áo len Quỳnh búp bê của nhà em có giá 130 chị ạ. Em xin nhắc lại là giá áo bên em 130 một áo nhá, 130 một áo thôi. Áo len Quỳnh búp bê đúng không ạ? Cảm ơn chị Trinh Vui nhá, mã H8 đỏ đô này. Bây giờ là cũng quá muộn rồi, còn chỉ là muốn chốt điểm tắt like đúng không ạ? Chị Nguyễn An vâng ạ, cảm ơn chị nhá. Nhưng mà đơn hàng của chị thì rất tiếc không có mã H8 thôi. Chị comment lại giúp em đi chị nhá. Cảm ơn chị Bích Chi này, cảm ơn chị Trinh Vũ, cảm ơn chị Nguyễn An nha. Chị Nguyễn An comment lại giúp em. Chị Ánh Hồng Trinh ơi, chị comment lại giúp em mã H8 vào số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em. Mua 5 chiếc trở lên thì nhà em sẽ miễn phí ship chị Ngọc Sinh nhá. Thì bọn em đã bán giá rất là rẻ rồi và chất liệu vải bên em đây rồi. Ngắn tay của em sẽ là 130, còn dài tay của em sẽ là 140 đây. Chất liệu vải bên em là len tăm. Nó là len tăm và nó là bản to chị nhá. Len tăm và bản to đúng không ạ? Bản là bản to chứ không phải là bản nhỏ đâu ạ. Nếu mà cái áo
áo này mà là cái bản len tăng nó nhỏ thì mặc rất là quê luôn mọi người nhá. Nhưng mà đối với dòng này thì nhà em đã làm cái màu này len tăng bản to rất là sang luôn, rất đẹp luôn đúng không ạ? Chị Xé xin cái đơn hàng của chị em nhận cho chị rồi nhá. Đơn hàng chị em nhận cho chị rồi đấy ạ. Chị Lan Trần ơi, 1m50 nặng 54kg mặc cho em size L này. Thấy comment của chị rồi, nhận đơn hàng của chị rồi, chị Xé xin nhá. Muốn 5 chiếc ở lên em sẽ miễn phí ship. Chị Nguyễn Thúy ơi, 130 ạ. Chị Ánh Hồng Trinh mặc cho em size S nhá. Chị Đỗ Thị Đẹp ơi, cứ size từ 40 cân tới 65kg thôi ạ. Là cho nó nhanh đúng không ạ? Các chị mua hàng cho nhanh nhá. Phần tắt livestream mọi người nhá. Bây giờ còn chị làm đặt hàng cho không hoàn đến tắt livestream bây giờ ạ? Hôm nay cũng khá lâu rồi mà H8130, cảm ơn chị Lương Đinh H8 này, rêu ạ. Ok chị Xé xin. Cái mã này thì em sẽ gọi chốt trong khoảng 2 ngày mọi người. Cái mã này phải chốt trong 2 ngày mới hết được, cả sáng là tức là sáng chiều tối đấy ạ. Thì mới hết được cái mã này trong mùa hôm nay đúng không ạ? Chị Ánh Hồng Trinh, ok chị. Chị comment giúp em mã H8 lại đi ạ. Chị lại thiếu cái mã H8 rồi chị ạ. Comment lại giúp em chị nhá. H8 số điện thoại của mình. Em tắt live bây giờ cũng khá muộn rồi. Cảm ơn chị Sao Mai comment rất đúng cú pháp luôn. Cảm ơn chị luôn ạ. Cảm ơn chị Lương Đinh H8 nhá. Chị Ánh Hồng Trinh comment lại giúp em H8 số điện thoại thôi, thế là xong thôi, thì các bạn bên em sẽ gọi điện nhé. Em like cũng khá lâu rồi, bây giờ còn chị nào muốn đặt ngàm mà like không thì comment cho em luôn để tắt like chị nhé. Mua 5 chiếc trở lên thì bên em sẽ miễn phí ship. 5 chiếc trở lên thì bên em sẽ miễn phí chị nhé. Áo này bên em bán cũng giá rất là rẻ rồi. Áo là hàng này là hàng kiểu chứ nhá. Hàng này là hàng kiểu. Hàng kiểu thành ra như thế đấy ạ. Cảm ơn chị Thảo Bé này, cảm ơn chị Lai Trần này, cảm ơn chị Đặng Tâm này, chị Lương Đinh này. Cảm ơn chị Ánh Hồng Trình đấy, chị Ánh Hồng Trình comment rất đúng cú pháp luôn. Cảm ơn chị luôn nhá, chúc chị mà luôn xinh đẹp đúng không ạ? Chị Đậu Que mặc cho em size L, 54kg mặc cho em size L chị nhá. Em tắt livestream bây giờ mọi người nhá, là còn chị nào muốn chốt không tắt livestream bây giờ ạ? Em thay cũng khá lâu và khá lâu rồi đấy ạ. Cảm ơn chị Quyên Nguyễn nhá, H8 nhá. Và em sẽ chốt cái mã H8 này trong khoảng 2 ngày mọi người thông cảm giúp bên em đúng không ạ? Tại vì gần Tết rồi, sắp Tết rồi, còn chỉ còn 1 tháng nữa là Tết rồi. Một 30 mã H8 ạ. Màu đỏ đô này. Các chị ơi, màu đỏ đô nhà em đi ạ. Đỏ đô nhà em rất là đẹp luôn. Chỉ có 130.000 thôi, rất là rẻ thôi. Bọn em gọi cái mã này trong khoảng 2 ngày thì chắc là ngày thứ 3 em gửi hàng đi luôn á, thì khoảng 1 ngày sau, 2 ngày sau nhận hàng luôn. Nhưng chị Ánh Hồng Trinh nhá. Đấy, sắp Tết Dương rồi. Và khoảng 3 4 hôm nữa là Tết Dương rồi, nhà em cũng sắp nghỉ mọi người nhá. Bọn em chỉ bán hàng đến nốt ngày 22 Tết âm là bọn em nghỉ Tết rồi mọi người nhá. Nên mọi người muốn mua hàng thì mua nhanh giúp em đúng không ạ? Đặt hàng cái mã nào bên em thì có thể inbox của nhà em cũng được mọi người nhá. Vâng, ok chị Lương Đinh nhá. Inbox thì thường nhà em cũng hơi bị khó check cái chị, tại vì nó nhiều quá ấy chị. 65 mặc cho em size XL chị Quyên Bùi nhá. Chị An Nhiên ơi, nay em nói cái màu xanh rêu ngắn tay 130 rồi nha. Ok chị An Nhiên ạ, vâng ạ. Của chị là H8 rêu đúng không chị? 130 ạ. Áo đang mặc của em có giá là 130 nhé chị Hằng Nguyễn nhá. 130.000 mã H8. Bây giờ cứ có mã H8 để tắt live stream bây giờ nào. H8 và số điện thoại để em tắt live bây giờ nhá. Em live cũng khá lâu rồi đấy ạ. Cũng là 2 tiếng đồng hồ rồi ạ. Bên em có tất cả là 5 màu. Ngắn tay thì có ngắn tay 5 màu, còn dài tay của em sẽ là 6 màu ạ. Dài tay của em sẽ có 6 màu các chị nhá. Bên em sẽ là từ 40 cân lại cho tới 65kg ạ. Size sẽ là từ 40 đến 65kg. Bây giờ còn chị nào đặt hàng cái mã này không thì comment luôn cho nhà em tắt live stream bây giờ nhé, vì em live cũng khá lâu rồi ạ. Size sẽ là từ 40 cân tới 65kg. Ngắn tay của nhà em sẽ là 130, còn dài tay của nhà em đây ạ. Dài tay của em sẽ là 140 các chị nhá. Sắp Tết rồi ạ. Cảm ơn chị Quyên Bùi H8, chị Quyên Bé H8, chị Lê Huyền ạ. Cảm ơn chị luôn H8. Đây là cái dòng dài tay của nhà em đây ạ. Dài tay của nhà em thì nó sẽ như này ạ. Đây là dài tay của bên em nhé, hàng dài đấy. Còn ngắn tay của nhà em thì sẽ như này đấy ạ. H8 áo len quỳnh búp bê của nhà em sẽ có hai loại, đó là loại ngắn tay và loại dài tay. Đầu chương trình bên em chốt cái mã rất là nhiều rồi, bây giờ cuối chương trình rồi, còn chị nào muốn chốt nốt cái mã này không thì để lại cho nhà em đi điểm tắt live stream mọi người nhá. Em live cũng khá lâu rồi, 2 tiếng đồng hồ rồi ạ. Chị Hằng Nguyễn ơi, mét H8 130 xanh rêu. Chị comment luôn giúp em điểm tắt livestream bây giờ nhá chị Hằng Nguyễn nhá. Chị Lệ Huyền cảm ơn chị ạ, 42kg mặc cho em size S này. 130.000 mã H8 này. 130 mã H8 được không ạ? Chị Quyên Nguyễn ơi, 60kg mặc cho em size XL ạ. Mét 52 60 mặc XL cho em cho xinh nhá. Comment giúp em điểm tắt livestream bây giờ mọi người nhá. Hai loại ngắn tay và loại dài tay đi ạ. Ngắn tay và dài tay.
ngắn tay của em sẽ là 130, còn dài tay của em sẽ là 140 các chị nhá. Khoảng 3 ngày thôi, 4 ngày thôi nhá chị Ánh Trùng Nguyễn. Mà hình như là sắp vào cái dịp nghỉ lễ Tết Dương của em, chỉ sợ nó lâu ấy ạ. Chị Sương Hồ ơi, giá bên em sẽ là 130 chị Sương Hồ nhá. Nào em tắt like mọi người nhá, em nghỉ trưa đi ạ. Chị Cư Mi Nhon à. Còn chị nào muốn chốt nốt cái mã này không, còn đếm tắt like được không ạ? Chị Loan Thị Bùi cảm ơn chị, là cảm ơn chị An Nhiên của chị là 2 chiếc đúng không ạ? Áo len Quỳnh Búp Bê của nhà em có giá 130. Ok chị Hằng Nguyễn, áo len xanh than xanh rêu. Comment giúp em điểm tắt livestream bây giờ chị ạ. Comment giúp em chị nhá. Các chị ơi, còn chị làm tắt còn chị làm muốn chốt cái mã không, điểm tắt livestream để em nghỉ trưa mọi người nhá. 130 mã H8 áo len Quỳnh Búp Bê ạ. Chị Ngân Lê 130, chị muốn lấy chị comment đi điểm tắt livestream bây giờ chị nhá. Em cũng like khá lâu rồi đấy ạ. Vâng ạ, em xin lỗi anh Cố Mi Nhon ạ. Chị Lê Huệ này, chị Ngọc Xanh này, ship của em sẽ là các chị mua 2 cái thì ship cũng 30.000 thôi. Đó phí tiếp ship chung rồi đấy ạ. Chị An Nhiên một cái xanh rêu thôi. Ok chị, nhờ bác các bạn bên em với chị An Nhiên nhá. Cảm ơn chị Thỏ Sinh H8 nhá. 40K2 trước thì bọn em hay bán đồ hướng chỉnh ấy chị ạ, chị Trần Đoà Đào nhá. Tắt like mọi người nhá. Hôm nay cũng khá lâu rồi ạ. Mua inbox cho bên em đúng không ạ? Các chị nhớ bật cái chế độ theo dõi và chế độ xem trước của bên em để cập nhật những cái mẫu mới thường xuyên đúng không ạ? Thì bên em đồ hướng chỉnh thì bên em hay có chương trình xả hàng với giá khuyến mãi, thì mọi người nhớ vào đầu chương trình săn cái hàng giá rẻ của nhà em đúng không chị? Chị Liêu Trần comment giúp em luôn để tắt livestream nào. Ok chị Ngọc Xanh nhá. Chị Liêu Trần lấy comment giúp em hoặc inbox của nhà em luôn nhá để tắt live mọi người nhá. 2 giờ chiều rồi. Xin chào, hẹn gặp lại.